Mà shipper mà nó giao kiểu như bưu điện là chỉ có 4 ngàn một cục hàng thôi. Mấy cái thằng mà bưu điện vàng vàng hồi bữa tới giao hàng cho mình anh Tư, 4 ngàn cục hàng chứ nhiêu. Mày nghĩ nhiều nè. Mà hả, người ta kiếm từng đồng, người ta đâu bao giờ chửi khách đâu, đó thiệt luôn á. Tụi nó là trừ khi mà nhận nha. Mày biết sao bưu điện mà khó chịu với nhân viên như với khách không? Thứ nhất là con nó đã có tì ở bưu điện rồi, hiểu không? Bơm hàng nhiều. Thứ hai là con đó nó chảnh chẹ nhiều lần với bưu điện rồi. Chứ mấy ổng quy định của bưu điện là rất là khắt khe với lại nhân viên bưu điện. Mày biết hồi bữa hả, tao giao coi bưu điện giao cái bill cho đổ, hình như mà điều nhà nó nằm trong hiểm khó vô. Mà ổng chỉ cần nói mà tao báo bưu điện một cái, ổng phải quay ngược là ổng xin lỗi con đổ hình như. Không có cái chuyện mà gọi là chửi đâu. Trừ nhiều thằng nó làm biếng, đôi lúc là bưu điện cái người chính quy người ta không có, người ta mới mướn những cái người ngoài. Thì đôi lúc sẽ bị những cái thằng đó thôi. Chứ nói cái kiểu cái con mà cái gì xinh gái còn trinh là đủ má, xinh gái còn trinh gì á, người ta gọi nó 10 giờ à, trinh xinh gái, ừ trinh xinh gái đúng rồi, xinh cái bẻm. Nghĩ sao mà đi giao cục hàng nó gọi điện 10 giờ nó đủ mẹ đủ má người ta, nó kêu nó còn ngủ vô duyên mất nết, xong người ta gọi điện giao hàng nó mà nó đòi ra đánh đĩ mẹ nó chứ đánh. Mà ta nói chị ơi ra nhận giùm em cục hàng nha, tại sáng bưu điện gọi chị la bưu điện nó mất hồn nó đem gì nữa. Tao có lòng tự trọng à, chẳng lẽ vậy giờ tao ra bưu điện tao nhận đủ má, chỉ có mình nó có lòng tự trọng, shipper không có lòng tự trọng, người bán hàng không có lòng tự trọng, chỉ có mình cái con xinh gái trinh gì đó là nó có cái lòng tự trọng. Đủ má nó đòi nó bơm hàng túi đòi báo công an đủ má tiệt. Tao bây giờ dịch cứu rồi nè, để đéo có tiền ăn đâu, bắt giùm cái vô nuôi giùm cái cho tao cũng mệt đi cày rồi. Ừ nó đòi đánh người ta mà nó chụp hình á, mày thấy tao post nó không? Nó chụp hình lên xong rồi nó chụp những cái câu lúc sau là tao chửi nó, nó không có chụp cái khúc trước mà mình nói chuyện còn đàng hoàng đủ má, còn lúc đó là còn cái máu người nó hơn máu chó. Nó đòi báo công an làm mất cái lòng danh dự nó, đủ má còn lành danh dự của người ta là chó ăn hết á, nó nghe muốn hãm lồn mà chọc, mà chọc trúng cái đồng đĩ nói buồn hoa phượng. Một cái bộ này 2 ịt nè con, ai cũng có lòng danh dự nó không có đây. Mày khùng hả, mày xem buổi xem chung tắt đây mày. Ủa, có đây em bấm sao mà nó ra cái đó em không nói buồn hoa phượng con 240 chị có đầm nào cỡ em không sao chị, bánh kẹp 8 cho chị, cho em lên chiều cao cân nặng đây, bé ghi đi con. Nổi buồn hoa phượng 240 với 280 nè, ừ bán mở hàng cái đi. Nổi buồn hoa phượng có dấu nha con. Ủa lại nữa chị ơi. Đúng rồi, ờ ừ, đúng rồi, chỗ em sợ nó quăng cái con cố rồ nè vô cho em ghê. Nghĩ sao em nói thiệt với mấy chị nha. Đồng ý lúc em bán hàng thì mỏ em nó như mỏ chó vậy á. Nhưng mà em cực kỳ sống đàng hoàng, em nói thiệt với mấy chị luôn á. Em nợ là em có trả. Dù cuộc đời em có đủ nợ 4-5 lần em cũng chưa nợ con đỉ nào hết á. Vợ chồng em chưa có nhà nhưng mà cực kỳ sống đàng hoàng, sống cha mẹ và anh em. Ờ à, nó kêu là làm mất cái lòng danh dự, làm tổn thương cái lòng danh dự chó của nó đéo nhận hàng. Mày thấy nó mất dạy không? Trong cái đó ship bưu điện cục hàng có 4 ngàn, nó đòi đi ra quýnh bả luôn. Thì Kim nhận cho em chút nha, nó đòi quýnh cái bà bưu điện luôn á. Đây 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 đây, đồ còn nè. Mày nãy mà kiếm xe XL đây nè, còn bộ để bộ tao bán. Là bán đi chị. Trời trời, cải chuyển như Doraemon về tự ghi vô ơi. Tôi không có che cái thằng nào con nào cưng là ra đây. Đứa con dao cặp nhau tụ mẹ đòi báo công an, tôi cũng tâm cho bắt mẹ đi. Bắt bớt mấy đĩ rảnh lồn bơm hàng giùm tôi cái đây. Tôi ớn mấy đĩ đó quá ớn ơi. Nó kêu bà mà nó kêu em á nè, chị mà làm quan chức dân chứ nó đâu đu má tao mà làm quan, tao đè lồn mà tao dồn cáu rồi chứ đừng có nói mà trong ngầu không đấy với tụi bay. Nói chuyện cỡ chuyện như Doraemon á. Bớt giỡn đi. Bớt giỡn giùm cái gì mấy hoa. Chờ em chú em kiếm cái đầm em chốt tay lên chốt cho chị này nè. Ủa cái đầm này nó dễ thương, bán từ từ mà cũng hết bao nè. Trời ơi, em là tính em á ha. Con nào bơm hàng, con nào chửi ơi, em có bao giờ lóc nít con nào á. Em không bao giờ em lóc nít một con nào để đó tao. Đù má đăng hình lên đẹp vô năn nỉ không? Thấy cái cảnh với tao. Rồi để coi thử nha. Chị ở đây nè. À Nguyễn Diệu, Nguyễn Diệu Tây Ninh nè anh ơi, Nguyễn Diệu ghi chữ Tây Ninh ghi Facebook ý Yên ơi. Tây Ninh nó là
làm như là như chị em mình. Nó kêu nó là khách hàng được tôn trọng. Nguyễn Diệu Tây Ninh 260 anh. Ủa người ta shipper. Ví dụ chồng mình đi shipper, lương tháng 6-7 triệu mà gian nắng gian giái, ngồi đường ngồi lên chín giái, đầu thì chết chí. Tụi mẹ nó làm giống như là con mình nó có lòng tự trọng á. Là công nhân với là cái đéo gì. Có cái bà là danh nhân hay bà ranh nhân gì, cái bà số 34 thì bà cũng chết nữa, chứ đừng có nói chi mà mày làm chức lớn chức cao trọng vọng. Em nha, bán chị nào nha, riêng bill tỉnh em không nói, bill thành phố, mà chị nào mà hành hạ shipper em tới lui mà ầu ơ với dầu ha, là em nói chuyện với khách xong em hỏi chị có đặt hàng nữa không, còn nếu không ưng em không bán hàng nữa. Chứ không phải cái kiểu mà có đồng tiền rồi muốn hành người ta là no nê giờ nha. Đối với chỗ em là no nê giờ, có chuyện đó đâu mấy chị. Thà em bán thêm đồ ăn, em bán cái gì đó, thậm chí đưa anh Bảy đi bán dâm, chứ không có cái chuyện mà mày vô đây mày hành hạ gia đình tao, shipper tao đâu. Không có chuyện đó. Trời ơi cái sếp này nè mấy chị, bán hàng nha mấy má. Nè tôi bán xong sếp này tôi sẽ vô tôi sell hàng tiếp như trưa ngày hôm qua. Ok cho mấy chị nha. Mấy chị lên dây code hết đi, bấm nút chia sẻ đi. Rồi ok bây giờ nè, 10 bill đầu tiên, 10 bill đầu tiên chị nào mua hàng và có chia sẻ em sẽ tặng son nha mấy chị. À thích là chiều mà khều là chịch nha. Đè đầu chịch chích mày hả luôn. Đây nè mấy chị ơi. Rồi 10 bill đầu tiên mà mua hàng mà có chia sẻ là tặng. Tôi không còn biết mua hàng 10 ngàn, 20, 30 gì nè biết. Cho ăn cái nước uống cho dễ chịu lộn con. Rồi lên set đầu tiên. Set này có tổng cộng 4 size. Mấy chị coi giùm em cái form nè. Thứ nhất là cổ tim. Đây thằng này là hàng của FF xanh. Mấy chị thấy không? Ngủ không được về gì ơi. Vô nghe yên chửi mấy con bơm hàng rảnh hán. Tôi dám chửi nó nè má. Nó báo công an tôi à. Nó mà bắt tôi là mấy bà đi thăm hết luôn á. Đừng giỡn. Bộ đây là bộ FF nè mấy chị thấy không? Vải co giãn cực kỳ. Trời ơi bộ này mặc cưng lắm. Bộ này kèm với lại quần chín tấc 240 ngàn. Đây mấy chị, 240 ngàn. Rồi chị nào chốt bộ FF này chốt lên giùm em. Chị nào chốt bộ FF chốt lên giùm em. FF này có tổng cộng 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg nha. Bộ FF này có 4 size. Dạ lấy cho chị rồi. Trời ơi cái đầm đen nó ở ngoài còn đẹp hơn nữa nha mấy chị. Ở ngoài cái đầm đen nó đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi bây giờ em lên cho mấy chị một cái set gọi là set Gucci nè. Mày chút nữa mày vô mày lấy vị cá chiều về chiên cơm ăn mi. Dạ. Chút nữa, ở lộn cái gì chút nữa. Bây giờ em sẽ lên tiếp tục set Gucci cho mấy chị nha. Ủa chị, ủa giờ chị Thanh Thảo Nguyễn sao chị không lấy cái set Gucci này nè. Rồi set Gucci này em có tổng cộng 4 size. Set Gucci em có tổng cộng 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Set Gucci này có tổng cộng 4 size luôn nha mấy chị. Gucci này là em may theo màu bi, màu đồng nè. Ha, à, bỏ xuống luôn. Mẫu bi, mẫu đồng, mẫu rêu. Đó, và mẫu đen nhà em. Và bữa nay em sẽ may thêm mẫu đen nha mấy chị. Coi giùm em nha. Cái tay đẹp không mấy chị? Tay này là giống như tay cánh tiên ở đây. Set này hơi bị xinh nha. Ôi, set này nó còn đẹp hơn cả trong mình. Giang hồ gọi đây là set Chanel mấy chị. Giang hồ gọi đây là set Chanel. Ôi đẹp không mấy chị, trời ơi đẹp còn hơn trong mình. Đây, đó, nó chưa lấy bắt đầu nó nhỡm vô kìa. Mới nhận hàng của Yên này, dạ ok chị Thùy Mai. Xét Gucci chân váy. Chân váy nha. Ôi xét đây mấy chị mặc ra đường đẹp lài, ô lài Nguyễn, ô lài Nguyễn. Mày coi cái xét Gucci này nó đẹp cũng rúng không. Nó đẹp còn hơn trong hình bé lùng chụp nữa. Vải đẹp lắm, lấy không? Lấy xét này không? Ờ đó, nó chưa lấy cái nó nhìn vô rồi, chuẩn bị nó cộng thêm nữa nè. Đây nè, mấy L? 2L hả? 2XL. Mấy L? 2L. 2L, 2XL. Tao lấy 2B ở trong rồi xong. Gì nữa không? 2XL nữa chị. 2B nữa không? À đêm hôm qua thấy sếp. Thấy sếp đây chịu trò. Sếp đây đẹp lắm. Sếp đây đẹp lắm mấy má ơi. Sếp mày về bao nhiêu hết cái nhiêu? Đây nè, 5kg nè. Ồ cái sếp này đẹp lắm rồi nè. Thanh Nguyễn quận 12. Thanh Nguyễn quận 12 240 nè con. Thanh Nguyễn quận 12 240. Chị Minh Châu này phải Minh Châu thành phố Hồ Chí Minh không? Minh Hòa Vương một set 80kg của má Minh Hòa Vương. Anh Phước ảnh trừ bia mày hết cho Minh Hòa Vương. Minh Hòa Vương nè. Đã mất kiếm mày bút lâu mà. Minh Hòa Vương nè. Mất mẹ cái bút này. Minh Hòa Vương một set nè.
Cái set này cưng lắm. Ngọc Châu set L nè. Chưa bán được gì hết luôn mấy má. Ngọc Châu thành phố nè. Câu nói thần thánh. Ngọc Châu 240.000 thành phố nè. Ngọc Châu thành phố nè. Chị Nguyễn Phương Nam 65kg nè. Các chuẩn bị xin mày lại xét đây nè. Nguyễn Phương Nam nè. Nguyễn Phương Nam 240 nè. Rồi ai nữa mấy chị ơi. Ê, trả lại tao xét 100kg đi. Bán cái thầu quẻ tính tao rồi. Thanh Thảo Nguyễn nè. Xét này đẹp lắm chị Thanh Thảo Nguyễn. Đang may lại xét đen. Sáng giờ quá trời người hỏi xét đen. Đưa, đưa cái bill Thanh Thảo Nguyễn lại đây giùm chị. Bỏ cái cây son vô giùm Thanh Thảo Nguyễn nè. Thế này giống vậy, xếp Gucci cam cho em xem với, ok long cam. Bỏ cây son vô cho Thanh Thảo Nguyễn đi anh. Nè, mấy cái bill mới vừa rồi chốt là con quăng son vô hết nè con. Rồi mấy ơi đưa ra giùm cái. Mấy chị bấm nút chia sẻ giùm em với mấy chị. Tặng cho Nguyễn Phương Nam nè, Ngọc Châu nè, Minh Hồ Vương nè, Thanh Nguyễn quận 12 nè. Gì à, để đó đi. Để mẫu em coi nè. Chị, mấy mẫu em đặt có không Vi Kiều? Ơi Vi Kiều vô trong tin nhắn vô giùm chị. Ngón tay lên cái. Tặng cho Minh Hồ Vương luôn kìa. Đây nè mấy chị, cho mấy chị coi lại nha. Đây còn nè. Cho mấy chị coi lại xích của xì lại ơi, đẹp lắm lại coi nè. Trời ơi cái vải của cái bộ này nó đẹp tàn canh luôn. Gucci ha. Đây là quần váy nè. Rồi có tổng cộng 4 size. Bây giờ hiện tại hết size 100kg nha. Size dưới 92kg còn. Hơi bị đẹp nha mấy chị, quần váy luôn ha. Cực kỳ thích cái quần này. Ha, à, có đầy đủ hết. Rồi, chị nào chưa chốt tiết Gucci thì chốt lên cho em nha. Số lượng có hạn mà lụ đạn thì rút chốt ha. Hết trơn hết trọi. Cái set FF xanh cũng đẹp mấy chị. Cái set FF xanh này cũng đẹp nè. Đó mấy chị thấy cái vải không? Cái vải đẹp quá trời luôn. Nè FF xanh nè. Đó. Set này vải nào nó cũng vải nào cũng co giãn và mềm mại hết. Rồi bây giờ em sẽ lên em My đứng dậy em cắt cái bao đồ mới về đi. Chừng nào làm báo tặng son cho chị ơi, em đặt xế lép với Gucci 65kg. Không thấy chừa chị. Chị hó tươi xuống quà. Chị đặt cái xếp FF với Gucci 65kg chưa thấy luôn. À không thấy luôn chị hó tươi xuống quà. Chị đặt một cái xếp FF này đúng không? Size L của chị đúng không? Trời ơi không thấy. Với lại là một cái xếp Gucci này 65kg đúng không chị? Trời ơi em không thấy luôn chị. Ông My mày lỡ mày cho tao bớt lại xếp L rồi My. À xếp là sao sao không? Xếp Gucci nè. Nè bé cái dùm gì tặng con cho cô luôn nha. Là đưa cho bé lùng size L rồi. Hoa tươi. Chị qua lại hoa tươi xưng hoa. Là lấy hai xếp đó đúng không chị? Hoa tươi xưng hoa. Đúng thì ok lên dùm em. Cái gì mày ghi lại nha My, mày thu hồi lại mày ghi lại. Hoa tươi xuân hoa ơi. Ủa vậy hả chị Hoa Nguyễn? Trời ơi em không thấy luôn chị. Thấy là trả lao liền. Bà nội cha nó thiệt. Mấy chị thông cảm giùm cho em cái nha. Thấy là trả lao liền mấy chị. Không thấy luôn. Em thấy không, giờ vô like còn chưa thấy like nữa. Không thấy. Đúng không nè chị? Đúng không nè chị? Hoa tươi xuân hoa hò. Ủa mẹ ơi gì mẹ? Hoa tươi xuân hoa. Đúng không chị? Đúng là ok lên nhà mẹ em cái nha. Anh ở trên một bộ Gucci 80kg nè. Một bộ Gucci 80kg của anh ở trên nè. Có hết đây mấy chị. Cái bộ đó anh nè trên 240.000 của anh ở trên nè. Rồi coi thiếu son bỏ vô nha. Cô nào có bill cũng bỏ bia bỏ vô hết. Nè son nè. Cô nào có bill cũng tặng son cho mấy cô hết đây. À, Hoa Nguyễn đặt set FF 90kg. Dạ FF 90kg của chị có luôn nè. FF này còn gần 100kg nha. Còn size 100kg nha mấy chị nha. Đây bộ FF này của chị Hoa Nguyễn. Hoa Nguyễn là đúng không? Bộ này là bộ chính tất nè. Hoa Nguyễn. Chưa bán gì hết mấy má ơi. Đậu con. Hoa Nguyễn nè. 240.000. Rồi tặng son cho cô Hoa Nguyễn luôn. Ờ bữa nay nói vậy á Gucci thần thánh. Bữa nay nói vậy á chị à. Ác cơ lắm lận. Cho coi đầm đen chờ chị yên chút gái ơi. Chờ yên một chút nha. Rau còn ai nữa? Còn ai nữa?
Cho xem lại hả chị Trang Anh, set gu xì em mới đưa lên á. Set gu xì của chị Tuyên Bùi Thanh nè. Tuyên Bùi Thanh set gu xì. Ông Bảy kia, vậy là bước xuống nha, nằm chỗ tôi quất luôn á. Đây này cho mấy chị coi lại, set đầu tiên là set FF nè, set đầu tiên là set FF nha, coi giùm em cái đây, set FF vải đẹp không chị, rồi ôi coi vải coi giãn là đẻ lắm. Đây là set FF xanh, áo còn đẹp hơn nữa mấy chị. Chị Yên ơi, xài nít mới chị Kiều Lam, cái này là phin bay chị, cái nít vải thì Yên em vẫn còn dùng mà nay em like phin bay không à. Cái lũ quỷ kia nó phá em hoài à. Bữa giờ chị Kiều Nam có về Việt, chị Kiều Lam có về Việt Nam chơi không đây? Đây là set FF nè, ở trước là cổ tim, ở sau là cổ tim có cục dây. Nè mấy chị ơi coi nè. Có đẹp không? Ồ cái set cái tay cũng đẹp mà cái cánh áo cũng đẹp nữa. Rồi, set này chị nào chốt lên giùm em là set FF. Còn đây là set Gucci. Dạ ok chị Thu Văn Nguyễn nè. Thu Văn Nguyễn. Bé ơi ghi giùm gì cái Thu Văn Nguyễn nè con, tặng son cho cô Thu Văn Nguyễn luôn. Chị Thu Văn Nguyễn bấm giùm em lên nút chia sẻ nha, để em tặng son nha. Chứ em tặng kiểu này em đau cái lòng lắm chị. Ghi Thu Văn Nguyễn chưa, 240. Rồi đây là set nha. Em chưa, chị lon cam chưa có. Nãy giờ chị Yên đâu có thấy lon cam, đặt gì đặt lên là chị chưa nè lon cam. Đây nha mấy chị nha. Đây. Nè, set Chanel nè. Ô đẹp không mấy chị. Tay cánh tiên nữa nè. Đù má cái set rồi bộ. Set Chanel này là hồi bữa chị Hạnh mua set bi, bây giờ em ra set Chanel này đẹp không? Em đang báo nó may thêm set đen. Ồ, quá đẹp luôn. Thiệt luôn, quá đẹp quá đẹp. Ai chưa có thì làm ơn đặt giùm cái nha, đặt giùm cái cho tôi một bộ tôi mặc rồi đó. Nay hết đồ mặc luôn, rau chốt cho bộ rồi Chanel luôn nè Đặng Hồng Hạnh ơi. Bạn ế quá ai vô chợ đề đầu chốt hết á. Rau nha, rau á lẹ nè. Lon cam em lấy cái set gì, lon cam comment lên lại chị Yên không thấy em comment luôn nha. Chị nào mà chưa nghe em đại em đọc tên là báo giùm em nha. Tuyền Thanh. Ờ hoa tươi xung quanh hai set có rồi, set Gucci cho em với chị. Ờ thấy đâu, set Gucci cho em với chị nhưng mà lấy nhiêu ký? Lấy em bộ FF với bộ Chanel của Vương Phụng nè. Dạ ok chị, tặng son cho cô Vương Phụng luôn nè. Rồi cho em set Gucci chị. Ôi đùm, set ở 2 ít hết trơn rồi ta. Ờ đây rồi Vương Phụng nè con, Vương Phụng hai bộ tặng son cho cô Vương Phụng, còn son rồi đó rồi tặng son cho cô Vương Phụng. Còn hai cây luôn hả? Xếp kiểu biết chị may quần váy, chị Thanh Thảo thích quần váy hả? À? Ê lon cam mày lấy size nhiêu ký báo giùm chị cái lon cam. Chanel 90 ký kìa chị Minh Thanh. Minh Thanh xếp Chanel 90kg của chế Minh Thanh. Cảm ơn chị Minh Thanh nha, em cộng 100.000 em tính lộn chị Văn Thanh vô rồi nha. Minh Thanh nè. Trời ơi cái đôi giày 550 chị Minh Thanh nhìn ghiền lắm. Hàng si nhưng mà cực kỳ ghiền. Minh Thanh 240 nè. Minh Thanh 240 tặng son cho Minh Thanh nè. Bộ đen tay đen còn nha Ngọc Khải. Bộ đen tay đen kèm quần váy vẫn còn ha. Vẫn còn. Rồi qua bộ đầm nha, qua mẫu đầm nha mấy chị. Cái mẫu này nè, là cái ngày xưa yêu dấu là em có may nhưng mà may xít rồi. Thì em thấy nó không ok. Áo lộn em nói lộn. Em thấy nó ok nhưng mà lâu rồi cho nên đợt này em cho may lại nhưng mà em cho may đầm. Em đang xít vô xì trên bài, Yên lấy cho em chưa? Hình như lấy đâu rồi sao? Anh kiểm tra từ Ngọc Nguyễn em chưa có xít vô xì cho Ngọc Nguyễn chưa? Rau. Nó kêu là rau. Đây nè mấy chị coi giùm em cái đầm đen ngày hôm nay mà mấy chị coi độ co giãn của nó nè. Bà nậu má nó ra thiệt hả chứ. Em nói thiệt nha, đẹp không mấy chị? Dưới 7 đồ ô khỏi cần cài áo. Khỏi cần cài áo Chanel luôn. Anh ở trên tặng có tặng son cho anh ở trên không? Có bill nào cũng có hết anh ở trên nè. 75kg em báo rồi. Sao không xuất hiện? Sao tự nhiên cái máy dịch đục. Để tao, chiều tao đập máy tao mua luôn. Nè tặng cho lon cam son luôn con. Để chiều chị đi mua cái ba mắt xong rồi chị ấy cho một bộ tay đen nhé, ok. Mi vô lấy em chị bộ tay đen này Mi. Dạ. Cái bao này, lấy XL 90kg cho Ngọc Hải, dưới 90kg. Bộ đen ren bự á. Dưới. Đó đúng rồi, XL. Mở ra kiểm tra phải tay đen kèm với lại quần váy á.
Trời ơi đầm này mấy chị ơi, làm ơn hút một cái để dành đi ăn tiệc nha. Làm ơn hút một cái để dành đi ăn tiệc. Gì vậy? Đây chị My đang lấy đúng không? Rồi tiếp lại đây nè. Ôi ôi thiệt, hôm nay mà mấy chị mà vứt cái đầm này để dành đi ăn tiệc, em nói thiệt với mấy chị nha, vải co giãn từ đây tới bến Ninh Kiều luôn. Cái đầm này nó đẹp và nó sang. Chị coi em đặt xét cô xì trên Facebook, chị kiểm tra lại giùm em. Ái Biêu Ái Duyên đi rồi, chị chụp hình qua cho em đó Duyên. Ái Duyên Phú Yêu, chị chụp hình Biêu qua cho em rồi đó, em kiểm tra đi. Biêu đi hồi sáng rồi. Hai em. Nè, bé ơi Ngọc Khải là tặng xôi cho cô Ngọc Khải luôn. Biêu kèm. À, 200... 206. Coi trong bài viết thử con. Cái này xếp gì em? Xếp tay đen chân váy á. Ok Long Cam. Cái xếp tay đen chân váy mà dì kêu con chụp hình xấu á bé à. Nhớ không? Rồi. Không ai chốt hết mày 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 cho mày à, mày đưa lên giùm tao không cái ơi. Mày treo giùm lên tao mày kiếm cái móc mày treo giùm tao chị sợ nhau uống cái đâu. Chua ca. Chua ca Chanel 75 kg. Rồi chua ca inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại nha chua ca. Chua ca inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại nè. 240 của chua ca. Em cứ nhắn tin vô fanpage để anh Phước anh biết nha nha Lon Cam. Em nhắn tin trực tiếp vô fanpage đây cho anh Phước anh biết. Không cái đầm trắng đen này hôm nay ông quá trời. Không, đúng không? Rồi xong em lên xếp này nữa em vô hàng sale cho mấy chị. Em quay camera vô kia em lên hàng sale nè. Nha. Hàng lỗi. Lỗi của con gấu. Anh Tư ơi chút nữa đưa lên trên cao nha hàng lỗi của con gấu. Rồi chú ca inbox cho địa chỉ kèm số à chờ treo nó không. Chú ca ơi inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại nha chú ca ơi. Chúa. Chúa ca ơi. Chúa ca đọc cà chua cho lẹ vẫn đọc chú ca đi cho nó lại đi. Đọc cà chua nó bình thường lắm nha. Đọc chua ca đi cho nó lẹ nha. Má mình đẹp mình có quyền mà mình quất lên đồ đó đó. Cho mấy con bơm hè nó gặp cái mặt tôi nó còn ớt nữa. Đồ má tôi đéo có bao giờ mà tôi lóc nít con nào đâu mà đợi đi. Nè bà Thanh Nguyễn, xót con hộp nè. Nè, xót con hộp này của Thanh Nguyễn quận 12 nè. Gửi cho Thanh Nguyễn quận 12 130.000 hộp rau gần đây. Gạo sống chưa chua cá. Đen trắng mặc qua gối nha bé Bùi Phương Ly. Trời ơi đồ đầm bên Yên là không có cái nào mà trên gối hết trơn á. Đây nè, chị chua cá em nói chị nghe nè. Chị inbox cho em đây. Địa chỉ kèm số điện thoại. Nè tôi chỉ nè. Bill của bên shop nhà Ý Yên á. Lúc nào cũng có một cái miếng băng keo vậy. Băng keo niêm phong nè. Các chị thấy không? Shop quần áo Bixa Ý Yên số điện thoại. Nhớ là trên cục hàng lúc nào cũng có một cái miếng băng keo vàng niêm phong này nha. Nếu không có là toàn là tụi lừa đảo nó giả mạo với chị nhớ không? Tụi lừa đảo nó sẽ giả mạo. Rồi ha. Đổi tên nữa rồi. Cho nên là chị nào mà cho địa chỉ số điện thoại trên like á là điều tôi điều báo á nha. Trang Trần chừng nào làm Bill bé lùng. Chị Trang Trần nhắn tin ở trong fanpage chừng nào làm Bill bé lùng tự tặng nha. Váy đen trắng là 280.000 chị Bùi Yến Ly. Em nói với chị nha nghe em đi. Mặc cái đầm trắng đi ăn tiệc sang không còn sàng luôn. Em nói thiệt mặc cái đầm trắng đi ăn tiệc sang không còn sàng rồi. Đưa bộ đá size L, size 1 rồi. Size đó size gì? Size L. Size L mày lấy ha. Đây lên bộ này cho mấy chị nè. Lên bộ này cho mấy chị 250.000. Đây nha. 250.000 bộ này. Ha. À, bộ này comment lên giùm em cái size nha, hơi bị đẹp nha mấy má. Đây là dạ giải này, dạ tuyết mưa tuyết rơi. Có co giãn. Tuyết rơi, tuyết mưa, tuyết rơi hay là cái gì? Trinh còn tinh gì đó. Cái gì à? Trinh đẹp gái hay Trinh còn trinh gì cái con bông hàng còn trinh, trinh xinh gái, xinh gái. À trinh xinh gái. Gái xinh trinh gì đó là trinh thiệt thật thiệt trinh gì đó. Ai biết là con quỷ đó. Em xem tiếp đen trắng. Váy cái đó là váy đen trắng á chị buồn tuyền từ mùi thanh. Nó nhắc con mình lần nè. Nó cục đó mà vào buồn em ăn cho ngon ha. Ông á cục đó là để anh dành cho những con bơm hàng mà cái mỏ còn rẫu. Mày nhắn y chang lại cho tao. Câu đó là ha cục đó vào mặt gái là đẹp hết chỗ nào nói luôn nha kia. Được không? Được không? Dạ cái đó không phải cái set chỉ là cái đầm đây là set 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 à. Trời ơi cái này mà mặc lên mà tao nói không sang ha ở sau lưng lưng thun mấy chị đừng sợ nha.
Ôi trời ơi, trời ơi. Nè nè. Nè nè. Trời ơi. Đó. Đó, trời ơi. Đang đang coi xích đen là thư thư. Đồ em đi chưa? Dạ mai à chị. Trời ơi. Má em mà đèn mơ văng văng. Trời ơi. 250. Xích này có co giãn nhưng mà nó là tuyết mưa cho nên co giãn nhẹ nhẹ. Vừa chị. Trời ơi, tắm vừa chị. Vừa hết. Ha, vừa hết trơn hết trọi luôn. Vừa vô nè. Bùi Yến Ly con ơi, tặng son cho Bùi Yến Ly luôn. Chị nào chốt xích đen này comment giùm em, xích đen kèm số ký em sẽ tự khắc lấy size cho mấy chị nha. Mày rút giùm tao ơi. Nè mày xin anh Tư một cái bịch đi, mày đổ hàng ở đây cho tao rồi tao coi size thử tao bán rồi. À cái này có 3 size à. Xích này nhiêu tiền vậy? Gì con? Ít đầm hơn 280. Mày lấy mấy bộ mày lấy đi nha. Dạ em lấy. Em nhanh lắm. Rồi để đây coi. Trời ơi cái set này mấy chị mặc sang lắm, 70 kg mà. Cao hay thấp chị Thư? Trời ơi mày cao hay mày thấp mày báo tiện cái gì Thư. Để tao lấy cho đúng size cho nó đẹp. Cho nó đẹp. Rồi đúng rồi. Lấy một tay L nè. Một tay L cho ai? Nè tặng 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 son cho Lê Thư luôn nha con. Lê Thư nè. Hỏi Bùi Yến Ly là gửi chung với lại Vi ở dưới. Son chất lượng thì nó cũng được 80% nha anh chị. Chứ không có được bằng son Win em đâu nha. Rồi có rồi chị ơi, có rồi 1m63 size L là y bẻm luôn. Trời ơi. Xích đen. Đổi xích Gucci được không chị yêu? Long cam bằng đâu chơi mày luôn á. Chơi mày luôn á long cam. Anh ơi, lấy giùm em cái bill long cam và đưa lại xích Gucci cho em. Trời ơi, cái xét gu xì mà không lấy là hối hận luôn á. Lon cam 250 nè. Mẹ đang bán ngon. Hoa Nguyễn, Hoa Nguyễn có luôn. Hoa Nguyễn, Hoa Nguyễn nè. Hoa Nguyễn, Hoa Nguyễn 250. Rồi, Phan Ái 120 con. Tặng son cho cô Phan Ái luôn nha. Dạ em để cho chị Hoa Nguyễn, Hoa Nguyễn một set 90 kg rồi nha anh chị. Ui set đây mặc cưng lắm. Set đây mặc rất là cưng. Nghe mấy chị nha. Chị nào chưa chốt set này thì chốt giùm cho em. Set này mặc cưng lắm. Rồi Nguyễn Ngọc Yến có rồi nha anh chị. Nguyễn Ngọc Yến có luôn rồi ha. Hoa Nguyễn có, Nguyễn Ngọc Yến có. Phan Ái cũng có nè. Lon cam thì chị Yên đổi rồi nè. Lê Thư thì cũng có rồi nha. Bà nậu cha nó rớt một cái không thấy mặt mũi luôn. Có hết rồi mấy chị ơi. Có hết rồi. Chị nào chưa có cái chi thì báo lên giùm em. Chưa có cái chi nha mấy chị. Chị nào mà có đặt mà em không đặt tên là nó bị ẩn comment. Cho nên mấy chị la làng la sớm quá bớ thiên hạ lên giùm em một cái. Chứ không là mấy chị thiệt mà em cũng thiệt á. Em không có, em không bán được đồ. Em em mà ship vô giùm chị cái em ơi. Rồi xong chưa mấy chị? Cũng biết Phan Ái. Cũng biết Phan Ái còn bill hay không nữa. Rồi bây giờ nè. Lên đồ sale cho mấy chị nha. Dạ mấy chị muốn coi set nữa không hay là mấy chị muốn lên đồ sale? Coi set thì em vẫn còn set. Đây là set xanh nè. Chị nào chưa chốt set xanh thì chốt lên giùm em cũng 240 nha. Đẹp lắm nhưng mà set này là set xanh ngọc. 240 set xanh ngọc. Bé nào chưa lấy set xanh ngọc hai tầng này thì lấy giùm em. Kèm với quần chín tấc ha. Ai da, ồ, lịch sự mẹ gì cũng đâu mặc áo vú đâu. Trời đất ơi, mẹ ơi. Áo vú cũng chưa mặc mà lịch sự mẹ gì. Xếp xanh ngọc mấy má. Dẹo hoài, suốt ngày à, quỷ à. Quỷ sứ à. Quỷ sứ à. Rồi bây giờ vô là xe nè. Rồi bây giờ 20, 30 gì quốc tại nha. Bởi vì tao không nhé cho mày. Cái mày con mày chờ tao like con biết chừng nào mày. Em về cái không gian vũ trụ đi qua em vô sale đồ cho mấy chị nè. Thế ơi, chiều giờ chị làm chị bấm dán cái bộ đen nha. Vâng. Cái mày ngồi mày chờ chị like xong vô lấy nửa cái ké về ăn em. Em ngồi coi chị like cái nhu. Trời đất ơi. À, mày thích là mày ngồi chứ không ai đuổi mày hết á. Tao sợ mày chờ tao có nói chuyện gì đâu. Dạ. Dạ ok chị. Có lại xích đen này chị Phạm Thủy, Phạm Thủy phải lấy XL. Đây Thủy ơi.
tin không? Tiết mà mưa rầm cái giải gì á? À là tiết á, cái giải gì là tiết mà mưa rầm rồi. Còn dài nha, đồ má nó đẹp nè mấy chị. Cái đây mà mang một cái đôi giày xuồng, đế xuồng hay là cao gót nữa, trời ơi em nói thiệt. Đó mày bỏ cái bao áo này vô đây đi. Em nói thiệt là coi như là tinh hao bị lung linh luôn. À tinh lung linh mà lên là lên luôn á mấy chị. À. Ok chứ mới đẹp ơi. Rồi em chuyển phong thủy nha, nãy giờ chưa bán được gì giờ chuyển phong thủy nè. 120 của Phan Ái. Ê mày đụng vô ánh đèn của nhà tao kìa. Đó quay lại cái góc thần thánh của nhà em. Bữa giờ cái góc đây coi như là nó dít nhà dít cửa. Thì ngày hôm nay em đã quay lại cái góc thần thánh của em. Nó tối tôi nó bắt đầu nó phá, thấy không mấy chị? Lấy cho chị Yến rồi nè. Quần váy mặc là trong cái set á mấy má, trong cái set của Long Dương quá đó. Ủa có hả Linh Trần? Linh Trần ơi lấy set nhiêu ký Linh Trần? Dạ set đó là có nhiều size lắm. Chị Hoàng Thùy Mai chỉ cần cho em chiều cao cân nặng là em chốt size. Trời ơi mẹ ơi, bữa trước nó tràn là tới đây nè, chị còn có hai cái ô gạch cho chị ngồi like nè. Bữa nay tao chắc cao lên đây, tao chắc qua bên đây, tao chắc dạt vô kia. Còn mẹ gì nữa đâu. Nói chung là không có đi lấy hàng á, kỳ anh mà nói vậy á. Tại vì hàng xưởng một ngày về 5 bao nữa. Kêu không đi lấy hàng, cái thiệt sự là hàng xưởng ngày nào cũng về. Tại chị chắc có mấy trăm triệu tiền bãi lận. Đó, chắc coi như là nguyên một cái kho quận 12 luôn. Thiệt luôn. Nè mấy má nghe nha. À Linh Trần ơi bây giờ chị chốt chị để đây nha. Rồi từ từ em nhận cái bill kia em coi thử có hay không này báo sau nha gái. Ok không? Thôi bây giờ em sẽ bán cho mấy chị một cái túi cá sấu nè. Bây giờ là túi đó là 500 ngàn. Bây giờ em bán cho mấy chị 290 ngàn. À không. Anh biết túi đây túi gì không? Túi đây là túi sắt cốp. Chị nào mà ưng hàng hiệu túi này nè, mới 99,9%, không có một vết tì luôn. Chỉ có vết tì bụi em để thôi. Túi này là coi như bây giờ bán sale cho mấy chị là còn 850, túi sắt cốp nha. Còn chị nào không đi thì em để túi này em đi. Tại vì túi này em thích, rất là thích những cái túi mà như thế này nè. Khi sách như thế này nè. Nè mấy chị, nó có hai kiểu sách lận nhưng mà nó là túi hiệu nha. Nó là túi hiệu chắc phải lấy. Anh tôi lâu giùm em lấy thân giấy ướt lâu. Bỏ bịch bóng gương quá. Rồi mày bớt cái set kia lại đi gái. Mày ơi, hồi nãy cái set Chanel của chị em lấy bớt của em bớt lại đi. Dạ set đen 75kg của Nguyễn Linh nè. Lấy giùm em set đen 75kg đi anh. XL anh Tư 250 của Nguyễn Linh hình nền vàng. Ok Linh Trần lấy size anh. Size gì quên mất rồi Linh. Mới nói size gì. Size anh. Nè phải không? XL này phải không? Đúng rồi, XL 250 anh Tư. Linh Trần. Linh Trần Bến Tre phải không Linh Trần? 250 đưa Nguyễn Linh hình nền vàng. Linh Trần nè. Ê bà làm set bộ màu đỏ đô đi. Đang lên bộ set bộ sắn eo màu đỏ đô đang lên nha. Linh Trần 240 ngàn. Bến Tre đang lên set đỏ đô nè mẹ. Bữa đỏ đô ra quá trời. Tôi sẽ lên lại một cái set mà sắn. Hồi bữa tôi lên mà màu xanh két á. À, sắn cổ nè, cổ tim mà có sắn chỗ này nè. Thì tôi sẽ lên set lại màu đỏ đô cho má nha. Ê bà Hạnh chơi lớn như bà Hạnh. Ở nhà rảnh quá giờ xăm mình luôn hả bà Hạnh? Bé Lùng ơi vô coi cô mé chồng con xăm mình nè Lùng. Xăm hai hình luôn ác cơ nè. Nói thiệt ở có bo bà xui tôi ở nhà mà rảnh xăm mình luôn nè mấy chị. Gớm không? Bà Hạnh này bà cho gớm thiệt hả cho? Cái gì? Nói là tôi đăng đồ bán lên là bao nhiêu con ở ngoài đó nó vô nó chào hàng tôi luôn. Dạ tôi đem tôi lóc hết luôn. Chị ơi, Lon Cam nó mới nói gì vậy? Chị ơi lấy set đen đổi set Gucci được không? Là lấy set đen đổi set Gucci này. Đổi cho em rồi mà Lon Cam, chị đổi cho em rồi. Đổi cho em rồi nha. Rồi bé Lùng ơi cắt cái cục hàng bơm của Yên Võ đi. Nguyên vỏ cái miệng nó vô xào cuối cùng giờ nó cũng bơm mà. Tôi mắc mệt thiệt đó chứ.
Không nghĩ bà còn nhỏ, bà không có tiền là thâu cờ bà nó cái rồng. Em á, một ngày em về phải một tuần em về phải mấy chục cục hàng bơm á chị. Những cái con nào mà nó đứt dây nứng, nó mất dạy á là em mới đăng post lên thôi. Chứ bình thường là em có đăng chị. Bình thường thâu cờ mẹ nó đi. Rồi bây giờ bán sale nè. Cái đầm gì đây? À đây là một cái dùm 100 kg. À chưa đặt được đâu má. Đây là một cái dùm đùi 100 kg nha. Đây là một cái dùm đùi 100 kg. Chị nào chốt cái dùm đùi 100 kg giờ sale luôn cho mấy chị, còn 130 ngàn cho nó hết hàng. 280 sale cái dùm còn 130, hàng bom về nha. 280 sale còn 130. Ờ xui em cháu lớn lắm chị vợ cháu tay. Áo em đang mặc không có còn đâu chị. Cái áo này hồi tối em có nhiều mẫu áo khác lắm, nhưng mà áo này là hết rồi. Hồi Tết một mình chị biết cái đời nào mà em mặc cái tay. Ít khi nào em mặc cái tay lắm chị. Em giống con khùng là không có mặc cái tay. Rồi bây giờ lên đồ nha mấy chị nha. Đây nè. Nè, cái đầm hồi nãy là hồi xưa em may cái set này nè. Đó, hồi xưa em may cái set này nè mấy chị. Đây, set này size nhiêu ký? 90 kg. Hồi xưa em may cái set này nè. Lâu rồi mà bây giờ đã hàng bơm dạt dìa rồi, bán cho bà rồi bà bơm tiếp nè. Nè em may, hồi xưa em may áo và chân váy set này 90 kg nè. Đây. Bây giờ em sale set này, mày có lấy set này không? Nè sale cho mày luôn 150 cho mày lấy luôn về bán đi. Rồi sale luôn 90 kg, 150 luôn cho mày. Mẹ sĩ mẹ về mày bán luôn. Xem like không được gái thoát ra vô lại đi. Xuân Yên 130 ngàn nè Lùng ơi. Xuân Yên 130 ngàn tặng cho cô Xuân Yên. Thỏi son cô Xuân Yên có chia sẻ kìa. Nè ví dụ như nha, tôi đơn giản như Xuân Yên nè. Đáng lẽ là anh Phước, tôi để cho anh Phước nói chuyện nên tôi không can thiệp vô. Chứ nó mà nó cầm máy tôi là tôi chửi rồi. Nó không có tiền, nó kêu tôi để bill họ lại. Có nghĩa là khách cũ là còn cỡ bill nhiều em mới mua. Em mới gửi, trừ những khách mà thường xuyên không mua là em gửi liền. Tôi để bill nó đã, cái xong tới khi gửi đó nó nói chứ. Em tưởng đâu chị để 3-4 ngày, chị không gửi chị xả hàng. Chị thấy nó lưu manh không? Nói chuyện đéo có đầu có đuôi nói chuyện mà không có hậu. Nói chuyện cái kiểu mà đổ cho mình là tôi không đồng ý đâu. Ví dụ nói chị ơi, giờ em xây tiền không kịp, chị cho em xả. Tôi vui vẻ nha, tôi cực kỳ vui vẻ. Chứ đừng có cái kiểu mà đổ qua lại nhà tôi là tôi không đồng ý đâu. Ấm tôi nó bị đứt dây nấn lắm. Chứ tôi không có giỡn mặt với cái chuyện đó mấy chị. Tôi bán hàng tôi chưa có mắc lòng một người nào hết trơn á. Đây mấy chị ơi, coi giùm em nha. Đây là một cái đầm phơm suông. Ở trước này là nguyên một con gấu đá nha mấy chị nha. Ở trước là nguyên một con gấu đá. Đầm này mấy chị ơi, đầm này bán cho mấy chị. Ồ nóng máu lắm. Một ngày á nghe mày nghe bưu điện lên tôm, nghe bưu điện gọi điện là khó chịu lắm. Một lần em tin mà nghe bưu điện, chỉ cần thấy số bưu điện gọi không là bắt đầu máu mình nó rần rần lên vậy. Không hiểu tại sao mình đôi lúc là mình kìm lại nha. Cho nên là để anh Phước xử lý bill hết trơn á. Ờ mà nhiều khách mất dạy lắm chứ. Nói thiệt luôn chứ mình không phải là mình kêu khách nó dạy, đồng ý là khách là thượng đế. Nhưng mà có nhiều chị cực kỳ dễ thương, thật sự luôn. Còn có nhiều người rất là kỳ cục. Nhiều người kỳ cục lắm, kỳ cục cái kiểu mà kỳ cục mất dạy nó tay ngang luôn á. Như cái con Linh đẹp trai, Linh gì, Linh bỉm, còn Trinh gì đó ai biết. Nó chụp á, chị biết không, nó chụp những cái đoạn mà lúc đầu mình nói chị ơi, sáng ship bưu điện gọi cho chị á, kêu nhận hàng mà chị la bưu điện cho nên chiều chị ra bưu điện nhận hàng giùm em. Mình nói chuyện đàng hoàng đủ máy, ghìm cái máu chó nói chuyện nó rất đàng hoàng, nó đéo chụp hình đâu. Nó chụp cái bill mà, nó chụp cái khúc mà mình chửi đó. Nó chụp cái khúc mà chị mà ngày xưa mà làm quan chức dân nó chết hết. Cái tôi kêu đủ má, tao mà làm quan là mấy cái con đĩ chó mà bơm hàng như mày là tao xé lồn tao dồn tấu luôn chứ đừng có nói. Cái loại bơm hàng như mày còn về họng là nó đi chụp những cái khúc mà mình chửi đó. Nó con người mình nó qua ma quỷ, nó quỷ quyệt quá. Rồi bây giờ bán xả trộn cái đầm đá bị bơm nè. Đầm này 300 giờ bán cho mấy chị 230 ngàn, dưới 90 kg vừa. Cái đầm này là đầm phơm su nha. Đầm này mặc rất là cưng. Đầm này là mặc với một cái quần đùi hoặc một cái quần mặc váy là đủ cưng rồi. Trên đầu gối nhưng mà mặc rất là thoải mái. Rồi 300 sale 230 y vậy em. Có một cái còn không bán được treo lên. Chứ không có chết tay Mỹ nào hết. Bây giờ xuống hàng bơm nè. Đầm đó để cho em ngày hôm qua đâu. Hàng bơm gì đó còn có một cái đó. Cái em muốn nhắn cho chị Yên là em nha. Em muốn nhắn
Em muốn nhắn mà để làm bill là em nhắn vô fanpage cho anh Phước, vô fanpage là vô cái chỗ like nè. Còn em muốn nhắn chị riêng á, chị á, là em nhắn Võ Thị Ý Yên cái nick Facebook bữa mày nói chuyện với tao á đó. Ờ để cái đầm kia mày tặng, còn để cái đầm này mày mặc là ghi cho Trang Trang nè, ghi cho Trang Trang, ghi lấy cái bill khác ghi cho Trang Trang ơi. Ờ nói nè mày, à tao khỏi nói chút nữa. Trang Trang nhiêu tiền gì? 230 ngàn. Mà em thấy nó cãi tay đôi với mình không? Mới đầu chị kêu là à, shipper chị không có lịch sự mà đã đòi đi quýnh ship luôn á em. Nhưng mà chị nói thiệt, ship cũng phải tùy. Cho người ta đi một cái bill hàng có 4 ngàn à em à. Ta đi bill hàng á, người ta trông cho giao cho được gì à, cho người ta đạt doanh số người ta mới có cái hoa hồng. À, mẹ hỏi em mà em làm buổi tối đó. Em làm buổi tối cho nên sáng em dậy trễ mà nó gọi em lúc 10 giờ á chị, nó nói vậy á. Ủa chứ ship 10 giờ gọi chứ chừng nào gọi nó đòi nửa đêm mà lúc đủ má, lúc địch là lúc địch lúc dịch lúc ịt là gọi điện giao hàng hả mấy má. Đồ mẹ em mà có đó em đi em cầm đầu quýnh chích mẹ cái con shipper đó. Nói chuyện vậy đó. Nói chuyện như má thiên hạ vậy đó. Tôi là cái gì mà tôi nói đụng chạm tới ship tôi là tôi quất táo bến lên kiều luôn. Tôi khỏi bán cũng được. Tôi tính tôi nói lạ đó. Đừng có nghĩ người ta làm cái công việc đó mình muốn nói gì người ta nói không có cái chuyện đó đâu. Có với tôi là không có cái chuyện đó. Rồi bây giờ gì lên gì mua bán gì tặng nè. Vì cái đang like hay đòi ngắt chim với ngắt đầu vú em lắm. Liệu hồn, ủa có hả? Tao nói mày cái lúc mà ngắt chim với ngắt đầu vú mày là chỉ có tao nhắn tin đâu à. Chứ ông Bảy tao không có bao giờ dám nhắn tin gì hết. À tính chồng tao tao hiểu. Chồng tao đứt dây thôi chứ. Nói chuyện là không có chuyện đó. Còn khi mà tao cầm máy là mày xèo xèo là tao đòi ngắt chim. Như cái vụ hai hộp khẩu trang á, là tao á. Nói chung là những cái bill mà hàng ngày làm xong á mà khách hay ghẹo ghẹo lại là chị trả lời không à. Đa số là chị trả lời không à. Đang like nha con quỷ sứ kia, coi giờ tao ngắt đầu vú mày á nha con Trang. Mày bóp giỡn giùm tao cái đi, đang like đó. Đây nè mấy chị, đây là một cái áo liên dệt. Rồi bây giờ còn một cái bán luôn cho mấy chị 30 ngàn dưới 75kg. Dưới 75kg bán luôn 30 ngàn. Đây là một cái áo xám ba lỗ. Chị nào dưới 80kg mặc cũng vừa nha. Rồi bán luôn áo xám cho mấy chị 40 ngàn. Bán luôn áo xám cho mấy chị 40 ngàn. Rồi đây. Đây là một cái áo trắng hàng Thái. Áo này là 180 đúng không? Bây giờ sale cho mấy chị còn 120 ngàn áo Thái. Áo này chị nào dưới 90kg mặc chiếc sọt rất là đẹp. Áo này chị nào dưới 90-92kg mặc sọt rất là đẹp áo trắng này. Chị nào chốt áo trắng phơm rộng thì chốt giùm em 70-92kg vừa. Lon lê vỏ 40 ngàn, tới giờ nó lay rồi đó. Lon lê vỏ 40 ngàn áo xám. Áo trắng này sale cho mấy chị 101 đi, khỏi sale 120. Sale 120 nó lời. Rồi còn chị nào mà 90-80-90kg em tặng cho mấy chị cái áo xám này nè. Em tặng áo xám luôn. Áo lộn tặng áo màu nâu đất luôn. Chị nào 80-90kg em tặng luôn. Em còn 2 cái. Em còn 2 cái nha. Còn 2 cái bên đây tôi bung hết luôn. Bữa nay tôi bung nóc hết cho mấy chị luôn nè. Rồi lên tiếp nha mấy chị nha. Lên tiếp giùm em ha. Cái gì thai trắng? À thái trắng mẹ ơi. Thái trắng mà mẹ comment cái gì ạ? 101 ngàn của Thân Thị Anh. Con tặng son cho cô Thân Thị Anh nha con. Chứ không bà chửi đó. Bà chửi rồi bà bay vô bà ngắt đầu vú bác Tư á. Bỏ lộn mắt ngắt đầu vú bê mày chịu ngắt đầu vú bác Tư. À bà Tư lên bà quýnh ta chết rồi. Nè Thanh Nguyễn quận 12 tặng. Thanh Nguyễn quận 12 tặng. Lon Lê Võ tặng. Rồi tiếp tục nha mấy chị. Đây là một cái đầm. Đây là một cái đầm ngủ. Đây. Đây là một cái đầm ngủ nhưng mà size nhỏ mấy chị ơi. Size này khoảng cỡ 65kg à. Rồi bán luôn cái đầm ngủ này cho mấy chị 80 ngàn. Rồi đầm ngủ này vải đẹp lắm. Bán luôn cái đầm ngủ cho 80 ngàn. Đầm ngủ nha. Đây là một cái áo ngủ size 90-100kg nè. Áo ngủ này bán cho mấy chị 50 ngàn. Áo ngủ 100kg. Dạ khách lấy đó rồi mấy chị. Áo ngủ 90-100kg comment rõ rõ đó giùm em nha. Áo ngủ 90-100kg.
đừng bán, tặng nữa bán thiệt đi. Cái nào tặng tặng hay gái, gọi cho mẹ nó hết hàng đi. Rồi áo ngủ 90 tới 100 kg, 50 ngàn, chị quay lượt ra 5 ngàn, mà em có việc không xem được, chị xả chưa đem được. Em lừa đây, chị chưa có xả 3-4 ngày mà không mua nữa chị mới xả, tại em khách cũ mà. À em có cái quần ngủ luôn nè, cái quần ngủ này dưới 75-78 kg nè. Rồi bán cái quần ngủ này cho mấy chị 60 ngàn quần ngủ. Lựa đi mấy chị ơi. Rồi tiếp tục em có cái áo ngủ nè, khoảng cỡ 80 kg nè. Áo ngủ 80 kg, bán luôn 50 ngàn. Comment lên không thấy hả chị? Dạ không thấy chị. Áo ngủ của chị Hoa Nguyễn, Hoa Nguyễn 50 ngàn nè. Hoa Nguyễn 50 ngàn. Đúng rồi, Hoa Nguyễn 50 ngàn. Thảo Beo 50 ngàn nè. Dì ghi trong này rồi nha con, đừng ghi nữa. Áo ngủ của Hoàng, Hoàng Châu, Hoàng Oanh 50 ngàn. Ai đây? Oanh Châu, Hoàng Oanh. Oanh Châu, Hoàng Oanh 50 ngàn. Mấy chị này là mà phải mua thêm nha. Mấy chị là My Lê cũng vậy nè. Cái quần đây nè, quần ngủ 60k của My Lê nè. My Lê hình như hôm qua còn bill phong. My Lê qua còn bill nhà chị Yên phong. Dạ chị Tài Lê chờ em chút nha. Rồi đây của My Lê nè. Rồi Tài Lê có dấu nha con ơi. Tài Lê 50 ngàn nè. Tài Lê 50 ngàn nè. Quần khách lấy hồng ngọc để coi được con quần không. Rồi áo ngủ vẫn còn nha mấy chế ơi. Áo ngủ vẫn còn ha. Để coi được con cái quần. Có cái áo ngủ khoảng cỡ 70-75 kg nè. Chị nào chốt áo ngủ size nhỏ thì chốt giùm em, để chị coi được con quần ngủ. Áo dây bán, áo dây dưới 75 kg bán mấy chị 40 ngàn. Áo dây đen để coi được con không, còn mấy cái bao còn đồ ngủ nữa. Rồi còn áo ngủ nha mấy chị. Dạ chưa có quần gì, quần hết trơn rồi chị ơi. Để em coi được còn không nha. Quần ngủ hết trơn luôn. Có cái áo sọc, có cái áo sọc dưới 90 kg này bán cho mấy chị với giá 60 ngàn áo sọc. Dạ bây giờ còn áo không à nha mấy chị. Bây giờ em còn áo thôi. Chị nào chưa có áo thì báo giùm em chưa nha. Chị nào chưa có áo thì báo My Lê nè. My Lê áo ngủ 70 kg của My Lê. Ồ em đang bị đứt dây á chị. Em đang bị đứt dây á chị. Cái đời nào mà em theo phong cách dịu dàng. Em đàn ông lắm chị à. Em cực kỳ đàn ông luôn. Rồi áo sọc của chị Loan Lê Võ nè 60 ngàn. Cái áo này hình như em còn một cái nữa. Em còn một cái trắng. Em còn một cái màu trắng nữa bán 150. Chị nào lấy thì em vô em lấy còn nguyên đai nguyên kiện luôn. Em còn một cái thiệt luôn á. Chị nào lấy thì vô em bán 150 nha. Ai quên mất mèo áo sọc. Áo ngủ dưới 75 kg của bé Hiếu Cà Mau nè. Của bé Hiếu Cà Mau nè. Rồi bây giờ em sẽ thâu giò vào châu luôn rồi mấy chị. Giờ châu luôn không bán 250-280. Mà giờ bán cho mấy chị 190 ngàn nè. 190 ngàn đầm hoa tầng hàng xuất nha. Đầm này mà đi biển là em nói thiệt á, chết cha con gà mấy mơ luôn. Rồi bán sale luôn 190 ngàn. Size 12 là dưới 73-74-75 kg nè. Trời ơi cái đầm này đẹp lắm. Đầm yếm đi biển nè mấy chị. Coi nè, hơi bị đẹp nha. Hàng này mới lấy về luôn. Rồi sale luôn 190. Sale luôn 190 ngàn nha mấy chị nha. 190 ngàn size 12. Còn mấy cái bán hết luôn. Size số 10 là dưới 70 kg nè. Size số 10 là 70 kg nè. Lẹ lên, lẹ lên. Cái đầm này là cái nách nó hơi khoét nha cho mấy chị. Khó, tại vì là đầm đi biển cho nên cái nách nó hơi khoét ha. Lưu ý giùm nha. Size 16 nè, mày có lấy gì mày lấy. Size 16 nè.
Trời ơi, lẹ đây mấy chị ơi. Size 18 là khoảng cỡ chứa 90 95 kg nè. Đó, size 18 nè. Đáy đầm hoa. Size 12 nè. Dịch mà đi biển tệ tôi. Dịch dịch đi biển là đi biển chứ. Thì đi đừng ở chỗ nào mà cá lóc có nuôi dịch. Chỗ nào nuôi gà thì mình đi quỷ à. Đừng đi chỗ nào người ta nuôi dịch. Hiểu không? Hiểu không quỷ ai? 14 nè. Mua bò ăn đi vậy chứ giờ ngoài đó không có đồ ăn đâu ái à. Mua bò ăn đi em. Dạ liên lê lấy nhiêu ký? 12 phải không liên lê? 12 phải không xui? 12 là dưới 73 74 ký phải không xui? Liên lê nè. Cái bài liên lê bây giờ chắc phải phải đưa cái nick bài liên lê. Đầm đi biển chị chua ke nãy có địa chỉ số điện thoại chưa con? Nè, liên lê trăm chín. Liên lê trăm chín không có dấu. Chua ke size 14 là cái cuối cùng nè. Trăm chín. Giái trời, giái Phật rồi dớt lên cái 14 của chua ke. Đâu rồi? Đi kiếm muốn lòi bạn hỏng luôn. Dạ, đây xem bùi coi thử phải có số 10 không? Số 10 của xem bùi trăm chín nè. Phải số 10 không? Rồi đúng rồi, số 10 của Sam Bùi. Dạ. Cái này là của chua ca 14 nè mấy chị ơi. Tôi mà tôi móc cái gì xuống là tôi vừa bán vừa tặng cho hết hàng. Nhìn có nhìn lui ớn lòi con mắt. Rồi bây giờ tôi lên một cái mẻ đầm phân tu nha mấy chị nè. Bây giờ tôi lên đầm phân tu của Tâm nha mấy chị. Nè mua đầm này mặc với mang với lại một đôi giày thể thao là coi như đẹp tét vú luôn. Đẹp ok 75 kg. Em nói thiệt luôn. Cái đầm hàng xúc này mà mấy chị đi biển là mấy chị chết. Đây này chị Kim Loan Nguyễn. Cái đầm này mà chị nào mà đi biển là coi như đẹp tét vú luôn á. Đẹp lắm. Còn bà nào lung lung thì lên một cái tầng ren cũng được nha. Chứ đừng nói chị ơi già quá, đầm dài quá cho em đổi là tôi chết luôn á cho mấy bà vừa lòng. Bà đừng giỡn tôi chết luôn cho mấy bà vừa lòng á. Rồi bây giờ lên đầm nè mấy chị. Mua không được gì tức đó hả? Coi cho em phá con trinh đẹp gái thống nhất đầu vú chị đừng có giỡn với em nha. Đây là màu đồng nè mấy chị. Màu đồng. Mấy chị làm ơn chia sẻ mạnh giùm em cái con quỷ bơm hàng nha, để nó báo công an cho nó dễ. Công an hốt em vô chứ cái mùa dịch này vợ chồng em làm ăn không được cái đéo gì hết trơn. Dạ 67 kg. Mấy chị ơi 67 kg tới dưới 90 kg bao vừa. Đây. Ôi ôi coi vải nè. Cái này là màu đồng nha. Cái này đầm phơm suông mà dài quá gối luôn mấy chị. Bây giờ nè 240. 240 sale cho mấy chị còn 160 ngàn. Mày lấy mấy màu thì mày báo. Màu đông nè. Màu đỏ đô nè. Đỏ đô nè. Màu cà phê chưa. Đây là màu màu vàng nè. Đó. Đây là màu hồng vuốt nè. Rồi một màu cuối cùng người ta gọi là màu cam đất. Rồi mấy chị ơi 240 sale còn 160 đầm này mặc sướng lắm. 240 sale còn 160. Có size 18 có size mày. Đầm này để tháng 6 đi về Phú Yên đi biển nha Thủy. Nè của Bích Thủy nè. Bích Thủy 190 ngàn chốt với con không nó đổi ý á. Xui ok mít 67 nặng 75 kg ok xui. Má xui gì mà không gạo gỡ cho được cái bao gạo ăn mà suốt ngày xui miết á. Tôi không thấy xui à, tôi thấy hên. Tôi không thấy hên đâu, tôi thấy xui thiệt á chứ. Thiệt luôn. Cho em xem màu cà phê sữa. Dạ, màu cà phê sữa đẹp lắm chị Huy Lê. Nó đẹp y chang em vậy thiệt. Màu cà phê được. Ủa ông Bảy ở trên coi livestream mà sao? Đây màu cà phê. Định xách cây lên chọt á hả? Chết đi. Sao anh Tư không cản đó anh Tư? Nhỏ nóng dễ sợ. Đây, màu cà phê sữa. Cái này 95 kg đừng mặc nha. Phiên phiên thiệt luôn á. Đây là những lời phiên thiệt. 95 kg hết rồi cục cưng. Phiên thiệt, phiên thiệt. Màu cà phê sữa.
đầm này cỡ nào mấy ký mấy chị mặc không được, nhưng mà thâu dưới 90 ký đi cho nó lành nha mấy chị. Đất lành thì chim đậu, mà đất không lành thì đất nhậu chim luôn. Đây mang em chụp hình cho. Cho coi lại một cà phê sữa con gái. Đây một cà phê sữa nè. Đây. Đẹp không mấy chị? Nhưng mà vải cô tông 100% đẹp lắm. Vải hàng Quảng Châu này nó đẹp gấp 80 lần hàng Việt Nam mấy chị. Nói thiệt luôn, không có nói giỡn. Nói là nói thiệt chứ không có nói giỡn mấy má. Rồi bây giờ vô tiếp hàng sale nha. Để em kiếm cái bao này nó thần thánh một chút. Rồi bây giờ lên cái bao đầm này nè. Ủa khùng ở dài thì mày về mày săn lên nó có gì đâu mà. Cái màu này đẹp quá trời luôn. Dạ Huy Lê bé Lồng ơi. Huy Lê 160.000 nè con. Huy Lê 160.000. Rồi xong chưa mấy chị? Tặng cho cô Huy Lê thổi son đi con. 90 kg và 1m trên 1m6 là vừa nha chị Hoa Nguyễn. Hoa Nguyễn đó, thùng son. Rồi lên đồ nè. Có gì thì bán nấy nha. Dạ mua đi chị Hoàng Thùy Mai. Đất lành mà chim đậu, đất không lành là đất nhậu chim luôn. Tăng 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 tăng. Thu Văn Nguyễn đầm màu cà phê sữa. Ê gái ơi lấy cái cà phê sữa đưa cho chị Thu Văn Nguyễn đi, 160 đi. Lấy ăn ngoài cô mi á. Thu Văn Nguyễn 160. Mắc mẹ cái chủ có góc like đẹp của tôi. Mấy bà coi mọi áo 160 tôi bán bung nắp nè. Áo 160 bán 70.000. Size này dưới 92-93 kg. Áo này đẹp lắm nha mấy chị. Áo này dùng từ là rất là đẹp ha. Sang lắm. Dưới 93-94 kg vừa. Rồi sale luôn 70.000 cho nó hết hàng. Tiếp tục nè mấy chị. Đây. Áo này dưới 85 kg nè mấy chị. Áo này dưới 85 kg. Bích Thủy ơi, Bích con có tặng son cho cô Bích Thủy không kìa? Không. Không, nó kêu không. Tặng cho cô Bích Thủy 3 cây đi. 3 cây luôn hả? Tặng cho nó 3 cây đi. Rồi 3 cây. Đụng má 3 cây vô rồi nữa. Ta mướn đại bác gì ta bắn banh vú luôn á. Luôn. Trời ơi, rồi tiếp tục áo 140 giờ trá 1234 quên mẹ áo 100 kg. Bây giờ sale cho mấy chị 50.000 áo vàng vải đẹp lắm. 50.000 áo vàng size 100 kg. Sao mình chống dịch corona. Quá bệnh. Sợ. Nguyễn Ngọc Yến màu đỏ. Ra đó nè, lấy màu đỏ đi con. Ở đây đỏ nè bé à, con Nguyễn Ngọc Yến màu đỏ 160 nè, đỏ đô. 95 kg. Lấy màu đỏ 95 kg là áo hả chị? Mua đồ đi mẹ da. Gì quên rồi ta? Gì quên rồi he? Su su ơi, màu đỏ là áo hả su su? Hay là su su lấy gì? Vàng 50.000 của Bùi Yến Ly nè con à. Bùi Yến Ly 50.000. Su su áo. Áo của Su su 70.000. Su su inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại. Ủa Trang Trang ơi sao em lên lấy hàng vậy Trang Trang shipper? Trang Trang quận 12 shipper. Sao em lên lấy hàng với em? Ông la quá trời kìa.
Ok, áo màu đỏ su su 70.000 inbox địa chỉ số điện thoại và lựa thêm nha. Chứ không lựa thêm là bill dưới 100 chị xả hàng á. Rồi Minh Thanh một áo đỏ 70.000 nè anh Tư. Minh Thanh một áo đỏ 70.000. Thúy Ninh Nguyễn màu cam đất. Thúy Ninh Nguyễn màu cam đất. Trăm sáu của Thúy Ninh Nguyễn nè. Trăm sáu Thúy Ninh Nguyễn. Linh Hoài Hồng Rút. Trăm này 240 mấy chị. Rồi hết chưa mấy chị? Cái một cái màu mà mấy chị không lấy là màu đồng. Màu đồng nó đẹp quá trời luôn. Màu đồng là cái màu em đưa lên nha mấy chị nè. Màu đồng nó dễ mặc đồ lắm luôn á. Rồi. Chị Hoa Nguyễn đặt một áo 50.000 và một áo 70.000. Không thấy nha chị, để em kiếm mấy chị. Để em kiếm mấy chị nè. Không phải không thấy em mới không trả lời chứ. Thấy là em trả lời chị à. Nè một áo này của Hoa Nguyễn. Hoa Nguyễn 50.000 nè. Hoa Nguyễn 50.000. Áo vàng hết rồi chị. Áo vàng hết rồi mấy chị đừng giận em. Tại em thấy comment đó mấy chị. Hồi nãy có lấy giùm đen cho em không? Su Su có địa chỉ số điện thoại chưa con? Su Su có địa chỉ số điện thoại chưa bé? Kiểm tra Su Su. Em có một cái đầm tím giờ bán sale cho mấy chị 101.000 luôn. Đầm này đi tiệc được nha. Đầm này size 100kg. Đầm tím đi tiệc này size 1 chai mấy chị ơi. Tại vì em mua rẻ em bán rẻ thâu hàng nó còn kẹt ở kho thâu. Chứ cái đầm này không bao giờ có giá dưới 300-350 nha mấy chị. À đúng rồi chị Yên Phan. Yên Phan dặn em lấy 10 bộ pyjama 65kg đúng không? Đúng rồi thì ok giùm em cái 3 ngày nữa có hàng. Vải em chọn đúng không? Để em kiếm cái đỏ thưa chị. Đầm này chị nào 100kg để dành đi tiệc uổng mấy chị. Bán có 101.000 à. Mà vải rủ đẹp lắm. Vải rủ mềm lắm mấy chị nha. Rồi lên tiếp tục. Bán cho mấy chị một cái đầm hồng rút 100.000 cho nó hết hàng. Bán 200 gì kìa mẹ nó đi. Bây giờ còn cái dưới 82-83kg bán cho mấy chị 100.000 đầm hồng rút. Bấm cái nút chia sẻ lên đây tôi sẽ tặng son cho bà Thúy Ninh Nguyễn. Còn không có nút chia sẻ tôi không tặng. Chị ơi. Gì con? Su Su chưa có địa chỉ số điện thoại. Su Su 1 phút nữa không có địa chỉ số điện thoại xả bill nha. Nè đầm chiếm của Bích Thủy đầm này mày đi ăn tiệc được nè Thủy. Em còn một nùi giùm lớn lần chút xíu nữa em sẽ sale cho mấy chị sau nha. Đầm chiếm 101. Chị Thúy Ninh Nguyễn ơi, chị bấm giùm em cái nút chia sẻ lên đi. Chị chia sẻ cho hiện lên người chia sẻ em sẽ tặng cho chị. Nguyên Phan còn đó không? Em có cái áo vàng này nữa nè chị Hoa. Áo này mặc sướng lắm đẹp không? Áo này chị nào 90-95kg mặc nè. Em bán cái áo này cho chị Hoa Nguyễn. Hoa Nguyễn luôn nè. Hỏi cho chị Hoa Nguyễn. Hoa Nguyễn 50.000 đi con. Còn chị nào lấy đầm vàng nữa. Áo vàng nữa. Không thấy tội nghiệp lắm đâu nha. Nguyễn Hạnh 4 ngón tay. Tôi còn thơ thảm hơn. Ngày đi 80 triệu tiền hàng. Giờ 10 triệu đi không nào. Áo vàng của anh Châu Hoàng Anh 50.000 nè. Anh Châu Hoàng Anh 50.000. Ờ tao thấy đồ nhiều quá, tao nhìn tao chán lắm. Mày thấy không, bữa giờ không một tuần không đi lấy hàng mà mày thấy hàng nhà tao. Hàng nhà tao kinh dị lắm. Chưa đúng, chưa tính ngoài kệ đó. Chưa hề tính ngoài kệ luôn. Yên tâm. Yên tâm. Em có một cái đầm 100kg này giờ bán luôn cho mấy má 100.000 nè. Đầm này chị nào đúng 100kg thì lấy, còn không đúng 100kg đừng lấy. Tại vì mấy cái đầm sale này em có cho đổi trả đâu. 100kg đúng nè mấy chị. Khi mấy chị mặc lên nè. Mấy chị thấy không, có một cái đường bằng đá. Đầm này 100kg 100.000. Nó là son của một cái con công ty gì à, con ca sĩ gì à, nó làm hệ thống PR không có được. Cho nên là nó còn tồn nhiều với nó mới bán rẻ, rất là rẻ luôn. Cho nên tôi mua nguyên một thùng. Ờ vậy đó. Áo vàng khách lấy đầm đen 100.000 của Bích Heo nè.
Bít thị heo con. Bít thị heo 100 ngàn. Ừ. Áo Quảng Châu cổ tim giờ sale dưới 90 kg, sale cho mấy chị còn 70 ngàn. Áo đen cổ tim nè. Áo đen cổ tim sale cho mấy chị 70 ngàn. Đen cổ tim. Comment lên giùm em đen cổ tim nha. Rồi xả bill su su đi con. Xả bill. Xả bill su su đi con. Lấy gì đó à? Nè chốt cái áo đỏ này cho cô. Anh cái gì? Có, bữa nay có xếp cho Hoa Nguyễn áo 70 ngàn nè con. Hoa Nguyễn áo 70 ngàn. 70 ngàn của Kỳ Anh nè. 70 ngàn của Kỳ Anh. Đen cổ tim khách lấy rồi chị. Ông yên tâm đi. Rồi bán một cái áo bi này dưới 70 kg. Bán 50 ngàn, áo đẹp ghê không mấy chị, áo hàng xúc nè. Mày lấy áo này không mày? 50 ngàn tỷ lấy rồi chị. Nè còn cái nữa cho mình luôn. 50 ngàn. Cổ tim khách lấy rồi chị Kim Tiếp ơi. Áo đen cổ tim khách lấy rồi Yến ơi. Tiếp tục. Đây là một cái đầm 220 giờ bán luôn 100 ngàn cho hết nè. Dưới 80 kg cũng vừa. Đầm đen bi lớn nha. Bán 100 ngàn đầm đen bi lớn. Có gì bán mẹ. Đây nè mấy chị. Đây là một cái đầm phơm ngắn. Đầm chị nào dưới 90 kg cũng vừa nha. 70-90 kg. Rồi bán cái đầm là đầm phơm chữ E này cho mấy chị 80 ngàn luôn. Đầm phơm chữ E bán dưới 80 ngàn luôn. Rồi có một cái đầm này dưới 95 kg nè. Có một cái áo hoặc một cái đầm dưới 95 kg. Rồi bán sale luôn cho mấy chị với giá 80 ngàn là áo đó. Áo phơm dài hoặc là đầm phơm ngắn. Đây. Ở sau có lưng thun mấy chị đừng sợ chật nha. 80 ngàn sọc đỏ. Dạ luôn à. Đây mấy chị. Đầm này giống đầm bi nè nhưng mà đầm đen. Ngoài rồi sale luôn cho mấy chị 100 ngàn. Đầm đen dưới 85 kg. Cái là không giao được là hoàn về luôn rồi chị. Linh Trang 80 ngàn là Linh Trang inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Đầm phơm chữ A cổ rộng đúng không chứ? Rồi Linh Trang inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nè. Còn một cái áo vi dưới 70 kg bán 50 ngàn luôn. Cho nó hết hàng. Rồi bây giờ mấy cái đầm maxi em sale luôn nha mấy chị nha. Chị hỏi giùm em cái, tại vì em không biết đưa vô cái phần hoàn lại nè. Em còn một cái áo đen 70 ngàn này ai chốt nè. Chị Hồng Điệp. Bé ơi cô Hồng Điệp 70 ngàn nè con. Hồng Điệp 70 ngàn. Đầm đen 100 ngàn của Tuyết Nhung. Tuyết Nhung inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại nha Tuyết Nhung ơi. Tuyết Nhung 100 ngàn. Tuyết Nhung có dấu đầm đen 100 ngàn. Ê lấy 5 bộ 400 đi tao gửi luôn cho Dương Phan. Anh Tư ơi, vô trong sân bay gửi lột. Vô trong dưới chân cầu thang lấy giùm 5 bộ ngủ chốt cho Dương Phan ơi. Vô trong sân bay. Đủ màu không? Đủ màu, ra chốt cho Yên Phan cái giờ dưới là để Yên làm nha. Tất cả các bill của Yên Phan là để Yên làm hết. Tặng cho cô Hồng Điệp cây son hay con. Không cô Hồng Điệp là kiện á. My lấy son ra cho nó My. Rồi xong chưa mấy chị? Đây là đầm bi trắng phơm dài. Rồi cũng dưới 85 kg. Đây đầm này dưới 85 kg cũng vừa nè. Nè. Nó là phơm dài rất là đẹp nha. Rồi bán luôn cho mấy chị 80 ngàn bi nhỏ. Comment lên giùm em bi nhỏ 80 ngàn đi. Rồi bây giờ có hai cái đầm maxi nè. Có đồ trẻ không chị? Có hầm lum hết á. Sọc đỏ dây của Chua Ca. Ủa Chua Ca nhiêu ký rồi Chua Ca? Nè Chua Ca 80 ngàn nè. Chua Ca. Tuyết Nhung là hồi niệm á. Tuyết Nhung ơi mày đặt bill kiểu này mà hai bill tao xỉu luôn á. Tuyết Nhung à. Chua Ca.
Vì Tuyết Nhung là hoài niệm á, dồn bill vô con. Sáng đi rồi. Sáng đi vậy hả? Rồi bi nhỏ của Hân Ngọc. Này nhiêu chị? 80 ngàn. 80 ngàn chu ca. Chỗ nắng là 80 ngàn đó trời. Bi nhỏ của Ngọc Nguyên nè. Không phải bộ 2 dây anh Tư ơi, không phải anh Tư ơi, đừng lấy nữa. Bây giờ còn một bao khoảng cỡ 7-8 bộ pyjama mà size từ 77kg tới 93kg. Có chị nào muốn mua pyjama không? 180 em sẽ xe cho mấy chị, còn 150, còn mấy bộ đẹp lắm. Chờ một chút em đi kiếm cái bộ pyjama rồi mấy chị. Em kiếm bộ pyjama cái à. Alo chị Hương. Biết sao không chị Hương? Bữa đó em hỏi anh Phước là giao bill chị ở đâu. Ổng kêu là Tân Phú, em tưởng đâu là ổng giao cái bill Tân Phú mới cho chị. Em không biết cho nên là xin lỗi chị nha. Đó. Em còn hai cái maxi, từ từ bán nha, hai maxi thun để đi biển. Áo 50 ngàn vẫn còn nè. Chị nào chưa chốt áo 50 ngàn 100kg chốt giùm em. Rồi bây giờ còn hai cái áo hoa nha. Hai cái áo hoa bán sale cho mấy chị 70 ngàn luôn. 75 tới 90kg cũng vừa, áo hoa xếp ly rất là đẹp. Comment giùm em áo hoa xếp ly 70 ngàn. À. Cái này của Ngân Nguyễn nè, coi là. Cái này của Ngân Nguyễn nè. Mày lấy luôn rồi tao khỏi bán luôn không được. Thiệt luôn. Dạ. 70 ngàn còn hai cái bán luôn. Rồi có một cái đầm ngủ nè. Cái này của ai chị? Ngân Nguyễn thành phố 80 ngàn. Em có một cái đầm ngủ nè mấy chá. Đầm này đẹp lắm, vải lụa tơ tầm rất là đẹp, đầm maxi đen á. Đầm này chị nào dưới 75kg, dưới 75, 77, 78, 80kg hút nè. Đầm này bán cho mấy chị 80 ngàn đầm đen luôn. Áo hoa của Lon Lê Võ 70 ngàn nè. Áo hoa của Lon Lê Võ 70 ngàn. Ủa mày coi thử cái bịch này là nguyên hay là rách rồi. Bịch này trước mặt chị nè mày. Bịch trước mặt chị coi thử bịch nguyên hay bịch ra rách là bịch trắng á, bịch trắng bự á. Tép ly khách lấy rồi mấy chị. Nguyên. Nguyên hả? Rồi hốt giùm chị mấy cái này vô luôn rồi mày. Đầm đen của vỏ dâu tây, bán vỏ dâu tây 80 ngàn nè, con đưa cho vỏ. Đưa cho em biết luôn. Vỏ dâu tây 80. Ui bán hàng là một khi mà tôi sale là nó phải đổ nợ. Rồi bán hàng nửa giá ra lấy vô mà má. Rồi lên tiếp nè. Em còn một cái đầm bi lợt. Em còn một cái đầm bi trắng 220 bán luôn 80 cho đỡ nhục. Đây dưới 80kg vừa. Vải đẻ lắm nha mấy chị. Rồi 80 ngàn bi lớn. Chị nào chốt bi lớn chốt rồi nha em. Nè cho ông bi cái áo len này về đang bán muốn làm gì là. Rồi lên tiếp nè. Chị lấy áo vàng 50 ngàn. Có cái áo vàng 50 ngàn lôi ra đi con gái. Áo vàng 50 ngàn. Đầm đen khách lấy rồi chị Hải Âu. Thấy ba Bùi Yến Ly nha. Thấy. Chị thấy em không vậy? Thấy Linh Chiên. Đúng rồi. Áo vàng của chị Đại Hiệp có dấu 50 ngàn. Nè em còn hai cái maxi nè. Tranh thủ mua đi mấy chị. Không có còn để mua đâu nha. Thằng này là size tôi cũng vừa nè. Chị nào dưới nè. Thằng này là size chị nào dưới 90kg cũng vừa nè. 70 tới 90kg maxi thun. Maxi này đẹp lắm, khi mấy chị mặc mấy chị cột hai cái dây trước cổ lại nè. Hơi bị đẹp. May theo form yếm nha, nhưng mà bằng vải thun. Rồi maxi 70 tới 90kg. Hai cái đều một size hay sao á? Hai cái mã 1 và cái mã 2. Áo len 30 nãy giờ không kêu. Ủa vậy không? Ai trả áo len tao đi mày. Dạ. Áo len 30 ngàn chốt cái Lê Thư, tặng cho Lê Thư luôn, khỏi chốt. Thôi bên mày tao để tao tặng mày cái khác đi. Lê Thư 30, Lê Thư tặng hay con. Cái này là dưới 80kg nè. Cái mã 1 là dưới 90kg cũng vừa, mà cái mã 2 thì dưới 80, 80, 85kg. Cái đầm này đẹp lắm mấy chị ơi, đẹp lắm. Áo hoa không có còn chị. À, Vũ Hoàng lấy áo đầm nào báo giùm em, đầm trắng đen hả Vũ Hoàng? Vũ Hoàng thích coi đầm trắng đen hay đầm gì báo giùm em nha. Đó, mã 1 và mã 2. À, cô Linh Trang không có địa chỉ, số điện thoại cô Linh Trang ơi. Cho giùm bé Lùng địa chỉ kèm số điện thoại cô Linh Trang. Nè, nói nè, mày vô. Mày, dạ. Mày vô lai làm chị cái bao đầm này mày. Đây nè, đầm trắng nè. Chị đi tơ. Nè để cái máy này coi nha mày.
cái bao lòng trắng số 284 size. Đây này. Đây mấy à? Dạ. Để tôi cầm bỏ vô đi con. Rồi mấy chị, em thấy chị Yên like đầm nha mấy chị nha. Giờ lên đầm trắng lại cho mấy chị nè. 280 ngàn một đầm nha mấy chị ơi. 280 ngàn một đầm thi. Bao đẹp luôn, đẹp nhất nách luôn. Đây. Đầm này đẹp xuất sắc mấy chị, đi tiệc hơi bị lung linh luôn, hơi bị sang luôn nha. Đen phối trắng. Chị nào lấy đầm đen trắng không mà giùm em đầm đen trắng giùm em nha. 280 ngàn nha mấy chị. Đầm đen trắng 280 nha. Bao hàng mặc luôn, co giãn thoải mái luôn, bét nắc luôn. Đẹp lắm mấy chị. Rồi chị nào lấy đầm đen trắng 280 không mà giùm em đầm đen trắng 280 nè. Đầm đen trắng 280 giùm em nha. Đầm này hơi bị đẹp, em còn đủ size nha mấy chị nha. Size 70kg, 80kg nè, 60kg tới 70kg nè. Rồi đủ size lên tới 100kg luôn nha. Chị nào lấy đầm đen trắng không mà giùm em đầm đen trắng thế nè. Đầm đen trắng 280 kèm địa chỉ số điện thoại nha. Đầm đen trắng 280 kèm địa chỉ số điện thoại. Tặng thêm cái tag cài áo bên đây luôn nha. Cái tag cài áo rất là đẹp luôn. Rồi chị nào lấy đầm đen trắng không mà giùm em đầm đen trắng nè, 280 kèm địa chỉ số điện thoại giùm em nè. Cho thôi, có chị nào lấy đầm đen trắng không à? Chị nào không lấy cái đầm này là hối hận ghê luôn á. Mặc lên rất là eo luôn á nha. Mặc lên eo lắm nha mấy chị nha. Rồi lấy bao gì đây là like nha chị ơi. Có chị nào lấy đầm đen trắng thì comment lẹ đầm đen trắng nha. Mặc lên xinh lắm mấy chị ơi. Vải đã lắm nè. Vải đã cực kỳ luôn, em dơ lại mấy chị coi nha. Em giao lại mấy chị coi đầm đen trắng này. Đó. Rất là đẹp luôn. Cô My lên set lại lại. Lên set nặng. Set mới về hả? Set tay ren câu lên như nãy cô My lấy á. Rồi set tay ren, set tay ren, set đó 240 đúng không? Rồi lên set tay ren 240 nè. Không phải chính chủ liếp, nó im ru luôn. Chị Yên đi toilet mấy chị ơi. Cô Hương Nguyễn lấy đen trắng không biết. Hả? Size gì? Gì? Hương Nguyễn. Hương Nguyễn. Hương Nguyễn ơi, chị lấy đầm đen trắng size gì chị? Chị cho em chiều cao cân nặng nha chị Hương Nguyễn ơi. Chị Hương Nguyễn cho em chiều cao cân nặng nha. Chị Yên đi toilet mấy chị ơi, mấy chị chờ xíu giùm. Chị Yên đi toilet thôi. Chị Thương Nguyễn lấy đầm đen trắng lên chiều cao cân nặng giùm nha chị Thương Nguyễn. Lên lại cái set này cho mấy chị nè. Cái set này chụp hình lên đẹp vô cùng nè. Đây ha. Set tay ren nha mấy chị nha. Set tay ren, cái này tay ren nè mấy chị. Cái này tay ren bên em may rất là mềm nha mấy chị. Vải mềm rất là đẹp luôn. Vải siêu đẹp luôn ha. Rồi có cái cọng dây nè. Mấy chị cột cái eo lại nè. Có cái cọng dây nịt nè, ở trên đây nè mấy chị cột cái eo lại giùm nha. Rồi, cái set này là cái quần tầng nha mấy chị nha. Quần dạ váy tầng. Quần này mặc vô cùng tiện luôn, các chị mix đồ tha hồ thoải mái. Chị nào lấy cái set này em còn đủ size nha. Set này còn đủ size từ 60kg đến 100kg. Chị nào lấy set đen tầng không mà giùm em set đen tầng nha. Set đen tầng 240 nha. Set đen tầng 240. Quần dài, chu ca quần dài, quần dài. Bé bé Lùng ơi, quần dài để đâu bé Lùng? Có quần dài không? Chị chu ca lấy quần dài. Chờ chị Yên lên nha chị chu ca ơi. Chị Thương Nguyễn đâu rồi? Chị Thương Nguyễn lên giùm em chiều cao cân nặng cái em bỏ set đen trắng cho chị nè. Em bỏ cái đầm đen trắng cho chị nè. Rồi chị nào lấy cái set đen tay ren không mình giùm em đen tay ren nha. Đen tay ren kèm địa chỉ số điện thoại giùm. Set đen tay ren nha. Mấy chị chờ xíu, chịu khó chờ xíu chị Yên đi toilet lên giờ. Set màu xanh này hả? Người ta mấy chục cái hả? Em bán không ăn quá thì
thiệt chứ. Mấy chị kỳ cục thiệt chứ. Còn 4 tiếng Chanel nè mấy má ơi. Thiệt chứ. Like cũng phải đúng người like thiệt chứ. Tàu nhỏ nói hoài không ai nghe. Mấy chị kỳ cục thiệt chứ. Thấy rất là hết sức kỳ à. Mày ơi, tao cho mày nè. Tao cho mày một cái gì tặng khách nè. Chị nào nãy giờ chưa có quà thì còn hai cái túi. Hả? Nhiêu ký? 90 ký đầm trắng đen hả? Dạ. Kêu cô Kiều My lấy thôi. Kẻn kẻn lại anh Tư không nó bút bay nữa đó. Kẻn lại không nó bút bay nữa vậy hả? Nhỏ thấy gì mà tính nóng dễ sợ thiệt chứ. Ai? Ai chốt gì đâu? Thương Nguyễn á chị. 90 ký của Thương Nguyễn đâu? Cái bao đầm đâu đây nè? Trắng đen á. Ê, vô mà sắp lên kia lại giùm chị vậy. Mày lấy cái đít lờ chốt cho Thương Nguyễn ơi. Xong rồi mày xếp cái này lại rồi mày bỏ vô vỏ cái giùm chị. Không nó dễ dơ lắm. Trao chương trình cái túi nè con. Tặng cho chương trình này, tặng cho chương trình đây. Tặng lo lê bỏ có, lo lê bỏ có son này, tặng cho chương trình cái túi để dựng cho nhóc nè. Nhiều khi đồng chủ không có vé hả? Tặng cho chị chương trình cái túi, tặng cho lon lê bỏ cái túi hết rồi đó. Đồng chủ không có vé chị, đúng không chị? Thịt heo giờ nó 150.000 ký lần mà chị, giỡn hoài chị. Không, em lấy hai này em chị nè. Để cho Trương Trương rút mi lên đây nó like cho 2 tiếng. Bút đèn ở dưới cho em để không nói em. Có để ý đâu má, ngầu ship nó ngầu chùm hổm nó ship mà. Làm nhỏ mất hồn. Em cái dạng bút đèn ở dưới không? Em không thấy. Chế lên đô mi ma. À, bi ra ma mẹ ơi lên đô mi na. À, đầm đen trắng 70 ký của chị Anh Nguyệt Mai nè. Em đầm đen trắng, trời ơi đầm đó chị Anh Nguyệt Mai chị mà không chốt sai lầm luôn. Anh Nguyệt Mai. Còn chị Thư cho giùm em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Chị Anh Nguyệt Mai mà không lấy cái đầm đó cực kỳ sai lầm. 280.000 của Anh Nguyệt Mai. Xếp gu xì còn đúng sai L nè. Xếp gu xì còn nè, kiểm tra phải đúng sai L cho Yên Trình không. Xếp gu xì của Yên Trình nè. Yên Trình. Chị Chua Ca hình như có rồi đó. Anh Nguyệt Mai có 70. Dạ mấy chị nếu mà thương em thì để từ từ cho con bé nó like phụ chị. Ở lai phụ rồi bữa nay em rút nó về lỡ em đi mổ dạ. Nằm bệnh viện cả tháng thì cái lời muốn hỏi có 70 ký sao xe lấy sảy lời kìa sai lờ thấy chưa sai à, lờ buôn bán rồi cái anh lợi với lời cũng biết phân biệt mà cái nào đầm trắng đen nó le mày đó ba nó còn sách tay nó bụi á đầm trắng đen 70 ký 70 ký là sai lờ ba nó còn sách cây nó bụi đừng có nói với mày nha mày giỡn hoài à. Con tao nó dữ lắm á, mày thấy ba nó ngủ mà chưa đúng giờ dậy nó xách cây lên nó cùi không? Hả? Còn cái bộ chị Yên Trình là sai lờ nha. Dạ. Mày giỡn mặt không mày? Rồi chị nào chưa chốt xếp xanh này chốt lên giùm em nha. Xếp xanh cũng có 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100 ký. Rồi chị nào chốt xếp xanh này chốt lên giùm em xếp xanh. Ha? Xếp xanh. Rồi tiếp tục mấy chị ơi, tiếp tục. Bây giờ em còn 3 xếp Chanel nè. Bây giờ em còn 3 xếp Chanel. 1, 2, 3 rồi. Đó. Em chốt cái váy trên tin nhắn nha. Ủa à, bé ơi, hồi trưa con chốt cái bộ gì cho cô Đoàn Mai à con? Cái đầm. Dạ chị chốt cái đầm trắng đen chị Đoàn Mai đúng không con? Đúng. Đúng chị, chốt với chị Đoàn Mai rồi. Rồi em còn tổng cộng 3 xếp đây nè. Kệ lỡ mai mốt em đi mổ mà em nằm bệnh viện tháng thì nó có like cho mấy chị cũng thương giùm em nha. Một lần mi nó like, hai lần mấy lùng nó like nha chị. Nè mấy chị đẹp không? Trời ơi, xếp bên em cực kỳ đã. Đây là xếp Chanel nè. Để đẩy cái cây live stream lại chút mi ơi. Đây là quần váy nè. Rồi xếp này bây giờ em còn size dưới 80 ký và size dưới 90 ký nha. Em còn size dưới 80 ký và size dưới 90 ký. Còn có đúng 3 bộ thôi. Chị nào chốt thì chốt lên giùm em nha. Dạ chốt rồi chị Đồng Mai ơi. Chốt rồi chị. Bảy chưa like được, để bữa nào dù 7 like cái à.
Bảy mà like tao nói thiệt, cái trai BD nó chết như rơm như rẹ luôn á. Cùng hệ với ổng mà. Rồi lên tiếp nè. Em chưa biết cái này là cái gì. Đây là một cái áo Mickey má ơi. Ủa ai bơm áo này của tôi vậy trời ơi. Không phải, áo Mickey là của em để dành mặt. Không phải, lộn. Lộn mà mấy chị ơi. Không giờ sợ nhập viện muốn chết thì nó đau trì mà nó đau ra hai cái xương háng luôn. Mà giờ tao mà nhập viện thì nó bị cú rồi nè luôn á. Là trời ơi chết gì một cái thiếu hiểu biết. Em có một cái quần tay, em còn một cái thôi dưới 80 kg, còn đúng một cái. Rồi 250. Đó là gì vậy? Dạ. Kêu anh Năm đưa một cái xích ra cho một cái bình nguyên. Anh Năm anh ta, anh Tư. Anh vô anh lấy cái xích này anh chốt cho sĩ Tiền Giang giùm em cái. Xích chà neo 250 nha chị Như Thúy. Không, áo đen đó của chị. Nè mấy cái xích này là của xích của sĩ Tiền Giang hả? Sĩ Tiền Giang hả anh? Thế cho neo còn một size dưới 80 và một size dưới 90. Nè áo đó là gì, cùng áo này là kỳ anh để mặc. Ờ là đúng rồi, 45 size gì em nhớ, 4 size. Là như quên mất mẹ rồi. Là 240 chị, 240. Cái quần này giờ xe cho mấy chị 140.000 cho ra đi cho anh thả quần tay. Đây nè, quần tay là 70, 68 tới 80 kg, quần tay sale luôn 130.000 để cháu ra đi thanh thản. 130.000 cho ra đi thanh thản nha. 130. Nghe Trang không? Số đuôi là nhiêu, số đuôi nhiêu? Gọi số nào ạ à, Trang? 6637 hả? Anh ơi nãy giờ anh tắt máy hả anh? Rồi em nhắn tin số cho chị đi nha. Ê kêu nó chạy thẳng vô nhà đi, cái nhà tao đang like mà. Trang. Quần tay 80 kg vừa, quần dài đen 70 kg vừa, quần tay. Chị ơi em về nha. Ờ em về đi, lên xếp bộ hả Thư? Ánh Nguyệt Mai quần tay nè con. Ánh Nguyệt Mai quần tay 130.000. Trời ơi, quần ngày mới lấy em được có còn một bao quần luôn. Em bán hết cho mấy chị luôn. Đây nè. Hello em ơi. Cái chị là bên shop Ý Yên mà em ra mà gọi chị không được á. Em tới thẳng cái động đỉ nhà chị luôn. Nhà chị đang livestream mở cửa mà. Đúng rồi, 16-12-8A. Em vô thẳng cái động. Đúng rồi, 16-12-8A. Nhà chị đang livestream bán hàng luôn á. Em vô thẳng cái động đỉ nhà chị ơi. Quần tay khách lấy e trước em rồi chua ca. Em có một cái quần này mấy chị. Chị nào 98 kg, chị nào từ 94 tới 100 kg hốt cái quần này. Đây là quần chính tắc nha, đẹp không? Rồi sale luôn cho mấy chị còn 180.000. 270 sale luôn còn 180. Chị nào ở cái dòng lao lý đó thì hốt giùm em. Em còn một cái set đỏ này mấy chị. Set này chị nào mà 85 tới 95 kg sẽ vừa. Đây set đỏ đô. Xít này chị nào mà xít này bự lắm, xít này phơm bự lắm. Bà nào là 100 kg mà cao cao vẫn vừa nha. Xít này bà nào cao cao vẫn vừa, dòng vú 125 là bình thường đây. Đó, xít này mà bà gì 5 ngón là cũng vừa. Rồi xem cái xít đỏ caro này. Nè mấy chị coi vải nhà em nè. Coi vải coi dẻo nè, đã ghê lắm lận. Đó, xít đỏ đô caro này xem cho mấy chị còn 170.000, 240 xem còn 170. Quần tay còn nhiều lắm. Quần tay còn nhiều vô số kể. Anh 7 ơ. Xét đẹp quá chị ơi. Hồi nãy ai kêu lên xét. Hồi nãy Lê Thư có lấy thấy cái xét cho FF màu xanh lúc đầu tiên lên không? Thư. Ừ, lấy cái xít lúc đầu tiên lên không? Em còn một cái đầm cô Long Dương Quá bán mấy chị 60.000 nè.
đầm này chị nào dưới 82, 83, 85 kg cũng vừa, đầm này XL nè. Nhưng mà từ 75 tới 85 kg nha. Đầm này mấy chị đi tiệc được nè, xe ra mấy chị còn 60 ngàn đầm của Long Dương quá. Không khỏi để em tự bưng không được. Chứ ổn phải bưng. Ờ để em bưng ra. Chứ ổn mà đậu không còn để tôi để ra tấu mới bán được luôn á. Muốn giờ cái gì? Nè, chị nó xách cây nó cùi đúng rồi. Tôi không cản luôn á. Tôi thấy tôi còn không ưa nè, nói chi tôi cản. Qua đâu có con lại đâu. Hồi trưa nó cãi lộn với con. Con nhỏ mất dạy á, cái con hồi nãy anh ngủ á. Cái con hồi nãy. Cái con xinh gơ gì hồi nãy anh nói đó. Con xinh gơ gì hồi nãy nói đó. Nè quần rinh của má em kìa. Nó chạy chịu lộn với em hả? Em nói hồi nãy anh thấy em nhắn đàng hoàng em cho chị ơi ra bưu điện lấy không. Nó nói con bưu điện chữ nó cho nó không chữ bưu điện. Nó nói với em là nó đi làm gì khuya cho nên bưu điện gọi nó sớm 10 giờ hơn rồi. Mẹ nó kêu bưu điện gọi nó sớm cái mẹ nó đợi lúc bữa phia nửa đêm chịch là kêu gọi điện nó giao hàng. Quần rin Thanh Thảo Nguyễn 180 ngàn của chị Thanh Thảo Nguyễn, quần này đẹp lắm. Thanh Thảo Nguyễn 180 ngàn. Đầm cô Long 60 ngàn của Linh Ngọc Trần. Linh Ngọc Trần 60 ngàn. Bữa bé trên mặt đẹp lắm cô Yên thấy rồi. Thấy rồi. Ủa, làm gì cấn nãy giờ cấn túi không? Bỏ điện thoại không biết luôn. Ngồi đi. Cô sẽ xe hết hàng cho mấy má bớt. Để coi thử còn cái gì đây. Cái kính đây để tấu bán like tặng đầu like luôn nè. Tắng tối tặng kính nhật đầu like. Để đây. Xem xích xanh hả Hằng Nguyệt? Đây nè xích xanh nè Hằng Nguyệt. Kèm với quần à, Hằng Nguyệt muốn xem xích xanh đi bếp bếp luôn. Lại lấy cái xích xanh. Gì vậy? Linh cho mấy con đâu? Linh Ngọc Trân. Linh Ngọc Trân. Cái lùng vô rước cái xích xanh đi bếp cái gì con? Trời ơi cái xích đỏ caro mà bà gì năm ngón tay bà không chịu. Linh vậy nè. Đó đó. Không lấy bao nó lấy nè. Xếp nờ. Làm đen khách lấy rồi. Lấy cái gì vậy? Lấy cái xếp xanh đây nè. Gì vậy con? Ừ. Hồi nãy chị nào chưa chốt nè. Đây quần ống rộng. Chị nào dưới 70kg chốt cái quần ống rộng này giùm em nha. Ê đẹp không? Rồi quần này giờ 250 sale luôn nha mấy chị. Còn 160 ngàn quần ống rộng. 160 ngàn quần ống rộng nha. 160 ngàn quần này dưới 70kg nè. Để em coi thử nha. Để em coi thử con quần bao nhiêu ký. Dưới 70kg nha. Lưu ý cái quần này dưới 70kg. Rồi xích xanh nè mấy chị. Tối nay mua ăn nè, xích xanh đẹp lắm Hằng Nguyệt con. Xích xanh đẹp rụng rúng luôn nè. Nè coi vải bếp nè. Đẹp ha. Rồi đẹp không? Cổ tim trước nhưng mà form cực kỳ xinh. Đây kèm với quần chín tóc nè. Lê Thư lấy xếp này chưa? Nếu Lê Lưu chưa lấy thì lấy giùm chị. Không thấy tin, không thấy tin em mà không thấy. Xếp đỏ caro chị 90kg mặc vừa nha chị Hoàng Thị Mai. Mặc vừa chị. Xếp đỏ caro vải cực đẹp. Vải đẹp lắm. Rồi quần ống rộng dưới 70kg bán sale cho mấy chị. Thôi bán luôn 150 đi. Bán luôn 150 ngàn nha. Quần ống rộng 70kg. Rồi tiếp tục nè. Đây là một cái quần tay. Ống rộng màu lông chuột. Này màu lông chuột nha. Màu này chị nào dưới 80kg cũng vừa lông chuột. Lông chuột ống bát nè. Đó. Chị nào chốt. Hằng Nguyệt một set L phải không Hằng Nguyệt? Rồi đây là Hằng Nguyệt một set nè. Lấy cái son tặng cho con Hằng Nguyệt luôn con. Hằng Nguyệt size L. Hôm qua Hằng Nguyệt lấy set caro cho Hằng Nguyệt. Set caro này nè.
Cái caro này nhiều size lắm nha. Đây. Xếp caro này mọi người lấy chưa? Xếp caro này cũng đủ size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100 đẹp không mấy chị? Xếp caro sao rồi, xếp sọc này cũng đủ size. Chị nào chưa chốt xếp sọc này chốt lên giùm em xếp sọc nha. Rồi mấy chị con chốt quần ống rộng đúng không? Quần ống rộng em có đen là em cũng có đen nha chị. Ủa vỏ cho con tặng cho vỏ vô tay son chưa con? Để em coi cái xếp này là xếp gì em bán rẻ đúng không chị? Trời ơi! Đầm đi tiệc nè mấy má, coi nè. Coi giùm tôi cái đầm đi tiệc cái đi mấy chị. Trời ơi đẹp không? Đầm này mà mấy chị đi tiệc là coi như nhức nhói luôn. Nhức nhói con bà bảy luôn á mấy chị. Nè, vải cực kỳ đẹp ha. Tay đồ cũng đẹp. Đây, đầm đuôi cá. Rồi bây giờ em xem cho mấy chị giật mình nè. Đầm này dưới 80kg. Đầm này dưới 80kg nha. Dưới 80kg đầm này. Dưới 80kg. Rồi sale luôn nha mấy chị. Còn 150 đây. Cho nó hết dưới 70kg cũng còn nè. Comment giùm em đầm đi tiệc nha. Dưới 70kg nè. Từ từ để em thanh thoát ra cái à. Ồ ôi đầm này còn dưới 90kg. Sao nhiều dữ vậy ta. Dưới 90kg cũng còn nè. Comment giùm em đầm 150 lên ha. Comment lên giùm em đầm 150. Mổ mà có đường cao miết à chị. Xếp sọc cũng 240 nha chị. Cua chua cà. Đầm này có thử hình như cũng còn size 100kg hay sao á. Đầm này hình như may chưa bán. Ô còn size 100kg luôn nè mấy chị. Má ơi. Linh Trang hả? Xả mẹ đi, phải bán. Đầm đuôi cá. Đầm đuôi cá kèm theo là số ký ở sau tôi mới biết được tôi chốt hàng nha. Số lượng có hạn, đừng nói chưa có hạn. Hình như còn nguyên ri luôn mấy má. Hình như còn nguyên ri chưa bán. Giờ xách đầu đi sale giống bị điên ghê. Đầm này hình như tôi may ra tôi cũng nhớ nữa, hình như trước Tết hay sao. Ồ, đúng bị đứt dây à. Thiệt bị đứt dây à. Đầm 100kg của Bích Heo 150.000 nè. Đầm này đi tiệc được rồi nha. Đây, Bích Heo 150.000. Chị Đoàn Mai là em lấy XL cho chị á nha. Rồi Đoàn Mai nè. Nó mất rồi. Don't mind ơi. My love. Đây Don't mind là 150.000 của Don't mind. Don't mind 150.000. Chua ca 150.000 của chua ca. Ủa Linh Trần 85kg hả? Chị tưởng đâu trên tầng 80kg chứ. Linh Trần Bến Tre 150.000. Linh Trần Bến Tre. Dạ chị Huy. Rồi xong chưa lùng? Chưa bán luôn bỏ vô tay. Hồi trước Tết nó vô trước Tết xong cái mình dồn vô cái giỏ đỏ cái đâu có nhớ hàng hết đâu. Hàng còn nhiều kinh khủng mà ai hỏi cũng kêu hết đó. Tại vì một lần hàng cắn mình chị nhớ à. Giờ mà mình đi kiếm nữa trời ơi nó ớn ghê lắm lận. Lần đi kiếm nó bung hàng cho nên hay kêu là hết vậy á. Để tới khi sale vậy á. Xong chưa? Nguyễn Huy 150.000. Nguyễn Huy 150.000 nè. Dạ đầm 85kg của Tài Lê. Giá trời còn cá cho Tài Lê. Giá trời vậy đó. Rồi còn cá cho Tài Lê nè. Tài Lê cá dấu nha. 150.000 của Tài Lê. Tài Lê 150.000. 150.000 Tài Lê. Mà Tài Lê thì 150.000. Ok chưa? 150.000 Tài Lê. Tài Lê 150.000. Hợp lý không? Hợp lý không? Rồi mấy chị. Anh Tư ơi, hôm qua có một cái bao xít anh Tư ạ. Anh có nhớ anh ghi không? Rồi anh xách giùm em đây, lấy giùm em lấy cái đồ này em ấy cho khách ra. Rồi các chị nào lấy đầm mà size nhỏ nhỏ nữa không lấy nha.
Ôi đầm này đi tiệc đẹp lắm á chị, nhất là đầm đi te, nhất là đi te đi nhảy đầm. Dưới 70 kg là hơi bị đẹp luôn, đẹp không á chị? Đẹp xuất sắc luôn, đầm này chưa có luôn. Đầm này bữa giờ chưa bán luôn á. Alo chị. Rồi qua mẫu nha. Bây giờ em bán cái đầm sale, em bán một cái bao hàng sale này nữa rồi mình nghĩ là tối mình gặp nhau. Nha. Bán cái bao hàng sale này nữa rồi mình nghĩ tối mình gặp nhau. Ủa nãy chị My có lấy mấy cái đầm Quảng Châu không? Em còn một form áo nè. Em còn một cục áo nè. Nhưng mà áo này 300 mấy chị. Áo này 300 thôi, bây giờ em sale cho mấy chị còn 250 ngừng tay mua giùm em. Nhưng mà cực kỳ đẹp mấy chị, đẹp lắm. Áo này em nói với mấy chị là đẹp xuất sắc luôn. Áo này chị tài lê nè mấy chị, mà khoảng cỡ mà 75 và tới 95 kg là bao đẹp cho mấy chị luôn. Vải đẹp lắm, đây áo Adidas, đẹp không mấy chị? Xuất sắc luôn. Nè, ở đây nè là beo nè mấy chị. Ở đây là beo nổi nè, beo vải nè. Nó làm cái áo đẹp lắm. Đây là màu đen. Chị nào thích đen thì chốt đen. Đây là áo màu vàng. Đây là áo màu trắng lai xanh ngọc. Đây là áo trắng, còn đây là áo màu, có một cái màu xanh xanh gì á. Em không biết nó là xanh gì. 300 ngàn, sale còn 250. Xếp caro xanh 73kg của Vi Nguyên. Ủa Vi Nguyên hồi sáng có bill nha. Vi Nguyên này ở tỉnh nào, nói giùm cái tỉnh cái đi. Xếp caro xanh. Ủa nãy giờ xếp caro xanh là xếp nào? Xếp này hả chị Vi? Này là xếp sọc xanh hả chị Vi? Vi ơi, Vi comment lại giùm em phải xếp sọc xanh này không? Gì vậy? Không, bao qua để bao Vi là xếp lộn xộn bỏ trong dưới chân cầu thang đó anh Tư. Vi Nguyễn ơi, Vi Nguyễn này hình như là sáng có đặt một cái gì của em phải không? Bây giờ chị lấy thêm cái xếp này đúng không chị? Áo này nha. Vi Nguyên Lâm Đồng. Ờ Vi Nguyên Lâm Đồng đúng rồi. Xếp caro là phải xếp sọc này không chị? Cái nãy giờ em đâu có cầm cái xếp caro nào đâu. Đen của Kỳ Anh nè con ơi. Ơi áo này đẹp lắm Kỳ Anh, đen 250 của Kỳ Anh nè. Cái áo này đẹp lắm. Áo này tao bán tao không có sợ ế luôn. Hàng xịn mà sợ ế mẹ gì. Rồi bây giờ lên hàng siêu, có em còn bao này lộn xộn nè. Còn gì bán đó đi. Nha. Còn gì mình cũng biết mình bán. Mình mua cái này mình bán hầu nào luôn á mấy chị. Áo sơ mi. Bao giờ bao này em bán rẻ luôn nè. Anh ơi cho em cái thước dây để em bán cái bao này đi. Rồi bây giờ bán nha. Má pin còn 2% pin. À, lấy giùm em một cái xếp vết đi anh Tư, bỏ đây nè, bỏ em chỉ cho. Không anh Tư không biết lấy mở ra. Lấy giùm cái xếp vết á. Chốt cho chị Lưu Ngọc Yến, Lưu Ngọc Yến có view ngoài đó đó. Lưu Ngọc Yến 260. Đây nè, đây nè. Nè. Lưu Ngọc Yến 260 rồi cột lại cất giùm em ấy. Rồi bây giờ lên áo nè. Nói chung là bây giờ bán sale hết cho mấy chị. Áo sơ mi này là 250 bán sale hết 120 luôn. Sale cho hết hàng nha. Anh ơi coi cái Vi Nguyễn hồi trưa lấy gì đưa em view em coi hả? Mở ra. Chị lấy rồi mà. Cái này chị lấy rồi mà. Vi ơi chị lấy rồi. Chị đã đặt em trên comment là chị không nên đặt ở trong livestream nữa. Em nhớ rồi, em không có kiểm tra rồi. Em cứ gửi lúc hai bill rồi mất công lắm chị. À. Rồi đây nè mấy chị ơi. Cà phê sữa. Cà phê sữa này, áo này dòng vú. Dòng vú của áo này là dưới 101 nha. Cho nên là mấy chị từ đây từ 60 tới 80 kg là mặc vi vu. Cái này là cà phê sữa sale luôn còn 120. Có rất là nhiều màu nha mấy chị nha. Hơi bị đẹp nha. Hàng này là hàng Quảng Châu. Em có cà phê sữa nè. Em có hồng ruốc nè. Và em có đúng một cái màu xanh này nè. Có hồng ruốc nè. Rồi. Nói chung là dưới 80 kg là bao vừa. Chị nào chốt áo 120 chốt lên giùm em.
em còn được nhiêu đây nha. Đúng không chị? Chị Vy Nguyễn, em chốt cái đó đúng không chị không? Rồi lên tiếp nè mấy chị, áo này còn có mấy cái thôi, tranh thủ chốt đi mấy chị ơi. Tranh thủ chốt giùm em nha. Đây, quần này là coi như 106, 107, 108 gì em không nhớ, nhưng mà dưới 70kg thôi. Đây nè mấy chị, quần ống rộng nhưng mà mấy chị đừng sợ nha, nó là ở sau lưng thun. Rồi, bây giờ bán sale cho mấy chị còn 80.000 đi mấy chị. Mã số 1, 80.000. Áo 102 của Bùi Yến Ly cà phê sữa nè. Bùi Yến Ly cà phê sữa 102. Mã số 1, 80.000. Mã số 2 là vân đỏ nè mấy chị. Mã số 2 vân đỏ 80.000. Quần này đẹp lắm, chị nào mà dưới 70kg là mặc hơi bị xuất sắc luôn. Xuất sắc lắm. Đây mấy chị, mã số 2 đẹp ha. Đây nè. Rồi, lên một cái mã nữa nha mấy chị nha. Là mã số 3. My Lê hồng ruốc nè, 120.000 của My Lê. 120.000 của My Lê nè. Quần ống rộng này là dưới 70kg nha chua ca. Hàng sale không cho đổi trả, ok. Quần ống rộng nè, dưới 70kg. À, mã số 3 đẹp không mấy chị? Đẹp ha. Mã số 3 chua ca lưu ý giùm cái nha chua ca ơi. Lưu ý giùm em nha, chứ cái hàng này em không có cho đổi trả đâu, rất là phiền. Rồi lúc đó rồi hờn rồi giận rồi mất khách là kỳ lắm. Em nói rõ ràng cho mấy chị rồi. Dạ, sơ mi cà phê sữa của chị Vân Thanh nè. Vân Thanh thành phố xếp lại giùm cái áo đi anh ơi. Vân Thanh thành phố xếp lại giùm em cái áo. Rồi đây là đầm sơ mi nè. Sale cho mấy chị đầm sơ mi còn 130.000. Chị nào dưới 80-85kg vẫn vừa nha. Đây, đầm Gucci. Sale 130.000 đầm Gucci sơ mi. Đầm này dài tới gối nè. 130.000 đầm Gucci xanh sơ mi. Sơ mi. Comment với em giùm em đầm phơm suông Gucci xanh biển. Cũng 130.000. Size này là 65-85kg vừa nha. Rồi quần ống rộng dưới 70kg vẫn còn, mã số 4. Đẹp hả mấy chị? Em mà nó vừa em mà nó chết mẹ với em rồi. Em nói thiệt luôn á. Quần này em còn nhiều lắm mấy chị. Ủa Kim Ngân lấy gì đâu Ngân ơi. Ngân ơi lấy gì đâu mà cho địa chỉ số điện thoại vậy Ngân. Ánh Nguyệt Mai một áo trắng nè. Cái này mà mặc với quần sọt á chị. Em nói thiệt với chị, cỡ nào cũng đẹp, cỡ nào cũng chết. Ánh Nguyệt Mai 250 nè. Kim Ngân hả? Kim Ngân lấy màu gì Kim Ngân ơi? Kim Ngân lấy màu gì báo giùm chị em cái. Để nguyên hiện trạng luôn nha anh. Còn sót cái áo chữ nè, bán luôn cho mấy chị. Em còn sót một cái áo chữ nè, bán luôn cho mấy chị, 120.000. Chưa lấy quần mặc váy gì em, chừng nào lấy thì báo giùm chị nha. Đây nè mấy chị à, còn thiếu quần mặc váy chứ. Đây nè mấy chị ơi, đây nha. Rồi, đây ha. Áo này 68-100kg cũng vừa, còn một cái sale 120. Chị nào chốt áo thun 120 chốt lên giùm em nha. À, áo đen của Kỳ Anh nè, 120.000 của Kỳ Anh. 120.000 của Kỳ Anh. Đầm Gucci xanh của Chua Ca đúng không? Chua Ca 130.000 của Chua Ca. Sơ mi hồng ruốc 120.000 của Nguyễn Ngọc Yến. Con ơi. Nguyễn Ngọc Yến 120.000. Còn riêng bé gì qua là bé Kim Ngân hồng ruốc hả em? Rồi Kim Ngân hồng ruốc inbox cho địa chỉ. Ngân ơi, Ngân inbox giùm cho chị Yên đi. Bên chị Yên là không có cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Nè.
áo thun mà chua cay, áo thun khách lấy rồi, áo thun bé kia anh lấy rồi nè, còn hai cái áo thun nữa đem vô. Bé Lùng ơi, ngay vô cửa bước ra phía tay trái còn hai cái áo thun chữ, rút vô đây bán luôn nha con. Nè, trước cái áo trắng ba có hai cái áo thun chữ đây nè. Còn hai cái áo thun chữ mấy chị, một cái là đỏ đô và một cái, hai cái đỏ đô mấy chị đây, còn cái cam đất nữa con. Hai cái đỏ đô, một cái gu xì chữ, một cái là chữ icon, và một cái nữa để mặc, họ đã mặc rồi, cái kia của ba á. Rồi còn cái này mấy chị, hai cái, một cái đỏ gu xì, y chang cái màu đen luôn, rồi xe luôn 120 cho hết hàng, 70-100kg mặc theo form giáo quần vải cực kỳ đẹp. Rồi xong, gom rác rồi con, gom rác là gì ấy, ấy vỏ, ấy nha. Cô xì của Kỳ Anh nè con, 120 của Kỳ Anh, hết luôn rồi, áo này hết luôn rồi, làm biến may muốn chết. Kỳ Anh 120. Bé lấy hai cái maxi dưới cùng treo lên con. Còn một cái đỏ icon, chị nào chốt đỏ icon, chốt lên giùm em đỏ icon nha. Đấy hả? Ừ. Còn cái gu xì nữa, còn cái maxi đen nữa con. Rồi còn một cái đã icon để vừa người giữ nguyên hiện trường tối nay nha anh. Em còn một bao áo rin mà bây giờ lên không được. Em tức mấy chị ghê. Cái màu mà đẹp nhất là mấy chị không bao giờ chốt nó giống áo rin không. Cái màu mà xanh rin này nè, đẹp nhất mà mấy chị không chốt. Thật sự luôn á. Rồi xong. Không lấy áo đỏ icon đúng không, tao bán. Tao bán đi mấy chị. Bán trước bán sau, tối cũng bán. Em muốn tặng son, tặng son cho Kỳ Anh, em muốn tặng son nha. Lấy son ra tặng cho ba, tặng cho Kỳ Anh đây con. Tối mình gặp lại nha mấy chị. Ok. Mã số 2 chị kêu. Lại có ăn cái đồ gì của Mùi Mùi đâu rồi con? Tại nó nạp cạc cái gì đó, nghe cái gì nạp cạc. Thấy gì nạp cạc? Làm gì có? Thấy có cái chữ được 50. Thế nào? Nó ghi vậy á, bạn chưa có đọc, chưa vô đâu. Mới có đọc bình thường đấy. Đầm gu xì xanh 80kg cho chị Mai Khuê nè. Mai Khuê nè. Bé ơi, con treo cái đầm mày lên cho dì chụp một cái tấm hình. Cái mã số 2, cái mã maxi thứ 2 sau lưng á nào. Treo mày chụp cái kính gì chụp cho. Trời mẹ ơi, nãy giờ còn mở mấy ngầu like mà coi ngầu nói